Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 161. Đứng bên cạnh Hạo Thần chính là chủ nhân bút đại đạo. Hạo Thần nói, cô ấy cũng được xem là người của giao giới hư chân của ta, cô ấy đã trở nên mạnh mẽ hơn, không có hại đối với giao giới hư chân của ta. Chẳng lẽ vận mệnh của ngươi còn không bằng một thiếu niên là kiếm tu à? Nghe được lời nói của Hạo Thần, lúc này một loại thần thức của thần mới được thu lại. Cường giả của thánh vực và huyết vực lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn vào chỗ sâu trên trời cao một cái, hắn liếc mắt nhìn nhau với Hạo Thần kia một cái, rồi lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục bảo vệ Nguyệt Nhi đi đến giao giới hư chân trước. Ở chỗ sâu trên trời cao, chủ nhân bút đại đạo nhìn thoáng qua Nguyệt Nhi và không nói gì. Hạo Thần nói, cô ấy thuộc về loại tồn tại nào? Chủ nhân bút đại đạo nói, được trời ưu ái. Nhưng mà đối với cô ấy thì cũng không chắc chắn hoàn toàn là phúc. Hạo Thần quay đầu lại nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo nói, gặp may mắn như vậy, về sau nhất định có thiếu hụt. Dường như Hạo Thần hơi đăm chiêu. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi ánh mắt, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía đạo phong ấn màu vàng kia, dùng thân thể để tế trận. Phải nói rằng vị đế chủ của nước cổ thần kia vẫn rất quyết đoán. Nhưng khiến ta cảm thấy hơi khó hiểu chính là bây giờ nước cổ thần đã tương đương với việc bị tiêu diệt, điều gì đã khiến cho hắn trở nên dứt khoát như vậy chứ? Chắc chắn là phải có nguyên nhân. Hạo Thần nói, ngươi có thể phá trận không? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, phong ấn này không thể giải trừ được trong thời gian ngắn, mặc dù không thể để cho những cường giả ở cảnh giới, thần, xuống dưới được, nhưng ta lại có thể làm cho những vị thần này lấy lại tự do ở đây. Hạo Thần nói, vậy cũng được. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười và nói, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo lắng về ngươi. Hạo Thần nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo nói khẽ, đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói xong, ánh mắt của ông ta lại dừng lại trên người của Diệp Quân, tên khốn này cũng có nhiều âm mưu quỷ kế như cha của hắn. Chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Bởi vì Hạo Thần đã lên tiếng, nên dọc đường đi không còn có thần, nào nhắm vào Nguyệt Nhi nữa, còn bên nước cổ thần. Vì có Diệp Quân nên cường giả của nước cổ thần cũng không nhắm vào Nguyệt Nhi. Cứ như vậy, chẳng mấy chốc, đoàn người đã đi đến lối vào của giao giới hư chân. Lúc này, Diệp Quân dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Nhi, mỉm cười và nói, ta chỉ có thể đưa cô tới đây. Nguyệt Nhi nhìn hắn, cảm ơn. Diệp Quân cười và nói, chú ý giữ gìn sức khỏe. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Nguyệt Nhi đột nhiên nói, chúng ta là... bạn bè à? Diệp Quân dừng bước, hắn gật đầu. Nguyệt Nhi lại nói, chúng ta còn có thể gặp lại chứ? Diệp Quân mỉm cười và nói, cái này khó mà nói, nhưng nếu như có duyên, chúng ta hẳn là còn có thể gặp lại nhau. Nói xong, hắn đã biến mất ở phía xa. Nguyệt Nhi nhìn chằm chằm vào nơi xa cho đến khi đạo kiếm quang kia biến mất hoàn toàn, rồi cô ấy mới thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Tần Liên, mẹ, chúng ta đi thôi. Tần Liên khẽ thở dài, bà ta cầm lấy tay của Nguyệt Nhi, bà ta biết, sau khi rời đi, Nguyệt Nhi sẽ không thể tự quyết định cuộc sống sau này của mình được nữa. Trừ khi sức mạnh của cô ấy đã đạt đến một trình độ cực kỳ khủng bố, có thể đồng thời trấn áp được cả huyết vực và thánh vực. Chẳng mấy chốc, nhóm người Nguyệt Nhi tiến vào đất của giao giới hư chân. Diệp Quân thì đi đến di tích cổ bàn đã tu luyện ở nơi này, đương nhiên là hắn không biết cổ bàn đang tu luyện tập cái gì. Chỉ biết là bây giờ người kia đang làm long trời lở đất ở một khu vực đặc biệt. Lúc này, ông lão áo trắng xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quân, hắn nói, Diệp công tử. Diệp Quân nói cho ta biết, bây giờ chúng ta có bao nhiêu cường giả. Ông lão áo trắng nói, chỉ có ta, thống lĩnh cổ thần vệ cổ trần, còn có thiên tàn và địa khuyết. Trước đây hai người bọn họ phụ trách quản lý thiên vệ và địa vệ, nhưng trong trận chiến năm đó... toàn bộ người dưới quyền của bọn họ đều đã chết trận, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ. Diệp Quân nói, bốn người các ngươi thuộc cấp bậc nào? Ông lão áo trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, bán thần. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía ông lão áo trắng gượng cười, sức mạnh của bên chúng ta vốn không bằng giao giới hư chân, trước đây vì đế chủ dùng sức mạnh của bản thân để chân áp cảnh giới của những vị thần đi xuống, nên chúng ta mới có thể chiến đấu với bọn họ một trận. Nếu không thì chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng nào cả. Diệp Quân nói, còn có con bài nào chưa lật không?
ông lão áo trắng nói, các hiền triết đã khuất của nước cổ thần. Diệp Quân nói, những vị thần ở di tích cổ ư. Ông lão áo trắng gật đầu, bọn họ còn có thể đánh một trận. Nhưng cùng lắm thì cũng chỉ có thể giam chân của mấy vị thần. Diệp Quân nói, nơi này còn có bao nhiêu thần? Ông lão áo trắng nói, còn có 23 vị. Vẻ mặt của Diệp Quân tối sầm lại, sao ván cờ nào cũng là ngược chiều gió cơ chứ? Xem ra, chỉ có quay về Quan Huyên, mới có thể thắng được một ván cờ một cách thuận lợi. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, phải nhờ vào siêu thần khí kia. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, còn dấu thần linh kia xuất hiện trong tay hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa chiếm được dấu ấn thần linh này, bởi vì hắn biết, hắn căn bản không thể chiếm được nó. Ông lão áo trắng nói, ngươi nhất định phải chiếm được nó, để sử dụng nó, nếu không thì chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng cả. Diệp Quân nhìn dấu ấn thần linh ở trước mặt, làm sao mới có thể chiếm được nó chứ? Ông lão áo trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, hay là ngươi thử cầu xin nó xem. Diệp Quân, cầu xin. Diệp Quân nhìn về phía dấu ấn thần linh ở trước mặt, hắn im lặng một lúc, rồi nói chuyện đi. Dấu ấn thần linh không có phản ứng gì. Diệp Quân thả thần thức của mình ra để tiến vào trong đó, nhưng thần thức của hắn mới vừa tiến vào trong đó đã biến mất không còn một tin tức nào. Lông mày của Diệp Quân nhíu lại. Sao lại thế này? Ông lão áo trắng ở bên cạnh cũng hơi nghi ngờ. Diệp Quân đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, dấu ấn thần linh kia bỗng nhiên run lên dữ dội, ngay sau đó, một đạo kim quang bao phủ lấy hắn, chẳng mấy chốc, hắn lại xuất hiện bên trong một thế giới kim quang. Vô số ký hiệu màu vàng trôi nổi lơ lửng ở xung quanh hắn, giống như biển cực kỳ tráng lệ. Hai mắt của Diệp Quân nheo lại, chỗ này hẳn là thế giới bên trong dấu ấn thần linh. Quỳ xuống. Đúng lúc này, một âm thanh không biết truyền đến từ chỗ nào đột nhiên vang lên giữa không gian, trong giọng nói này ẩn chứa một loại uy nghiêm tối cao khiến cho người ta không nhịn được muốn nguyện khuất phục. Quỳ xuống ư? Diệp Quân vẫn vững vàng đứng trước uy áp đến từ chỗ sâu kia. Ồ! Giọng nói kia lại vang lên, uy áp mang theo khí thế bàng bạc như thủy triều ập đến hòng nghiền nát hắn. Diệp Quân không hề sợ hãi, vươn tay gọi kiếm ý ra. U. Kiếm minh vang lên, kiếm ý bay lên cao chống lại uy áp. Làm càn. Giọng nói vang lên như sấm. Diệp Quân mặc kệ, cứ thả kiếm ý ra tới tấp, cuối cùng cũng khiến uy áp kia lui lại. To gan. Giọng nói kia giận dữ thốt lên. Một quầng sáng vàng ầm ầm nện xuống. Diệp Quân hóa thành kiếm quang bay lên, vung kiếm chém. Uỳnh. Quầng sáng vỡ. Diệp Quân cũng bị đánh về chỗ cũ. Láo toét sắc sược. Giọng nói kia bắt đầu hổn hển, dám bất kính với thần. Láo sược. Diệp Quân nhìn xung quanh, ngươi chẳng phải là linh của ấn thần linh gì sất. Giọng nói kia im bặt. Điều này càng khiến Diệp Quân tin vào phỏng đoán của mình. Giọng nói, quỳ xuống, ngươi sẽ có được ý chí của thần. Diệp Quân thản nhiên vặc lại, mơ tiếp đi. Giọng nói. Diệp Quân bước tới, có biết vì sao ta biết không? Giọng nói kia im lặng trong một chốc. Vì sao? Diệp Quân chỉ cười to. Giọng nói tức điên, ngươi gạt ta. Diệp Quân, giờ nói chuyện được chưa? Không ai trả lời. Diệp Quân, ngươi bị phong ấn ở đây sao? Vẫn không có gì. Diệp Quân, nếu ngươi rơi vào tay các thần ở điểm giao hư chân thì sẽ thế nào? Giọng nói bật cười, ngươi uy hiếp ta đấy à? Diệp Quân lắc đầu, hai ta không thù không oán, ta uy hiếp làm gì? Ta chỉ muốn nói. Có lẽ chúng ta có thể trò chuyện và hợp tác. Giọng nói kia trần trừ, người gian xảo hơn cổ đạo thiên nhiều. Diệp Quân, cổ tiền bối không biết ngươi không phải là linh của ấn. Giọng nói, đúng vậy. Diệp Quân lắc đầu, ông ấy có lẽ biết, nhưng khi ấy bị đại năng uy hiếp nên buộc phải hợp tác với ngươi để lấy được sức mạnh. Giọng nói, ngươi muốn nói gì? Diệp Quân, bây giờ ta cũng phải đối đầu với mấy tên thần ở điểm giao hư chân kia. Ngươi không giúp ta được sao? Giọng nói cười nhạt, thì ngươi quỳ xuống đi là có sức mạnh ngay. Diệp Quân, ngươi giúp ta lần này, về sau ta giúp ngươi thoát khỏi nơi đây. Giọng nói lại cười khẩy, ngươi. Diệp Quân vươn tay gọi kiếm thanh huyền ra. Nó đã bị phong ấn, chỉ như một thanh kiếm thường. Nhưng hắn biết cường giả chỉ cần nhìn là có thể thấy được điểm khác biệt. Quả nhiên,
giọng nói kia im bặt. Không phải vì bản thân kiếm Thanh Huyền mà là vì người phong ấn nó. Sức mạnh hoàn toàn vượt khỏi tầm nhận biết của ông ta. Làm ông ta chấn động vô cùng. Nhận biết của ông ta là gì? Nó đã vượt qua khỏi mọi nền văn minh, thậm chí là điểm giao hư chân. Ấy vậy mà lại có thứ nằm ngoài nó. Chết thật! Thằng này không đơn giản. Chẳng trách sao hắn không quỳ, ra là có người chống lưng cho. Giọng nói hỏi, ai phong ấn kiếm này? Diệp Quân thản nhiên, cha ta dặn không được nói là ông ấy. Giọng nói, Diệp Quân thu kiếm về, cho dù ta không nói thì tiền bối chắc cũng nhận ra, ta được người nhà nuôi thả, đưa đến đây để rèn luyện. Cha ta phong ấn kiếm lại để ta phải dựa vào chính bản thân, dặn ta phải kết bạn nhiều lên. Ông hiểu mà ha. Giọng nói im lặng một hồi rồi hỏi, là cha ngươi thật chứ? Diệp Quân gọi huyết mạch phong ma ra. Giọng nói tiếp tục nghi ngờ, cha ngươi nếu mạnh đến vậy thì sao ngươi yếu thế? Diệp Quân, chứ không thì làm sao ông ấy là cha ta được, ngược lại thì ta đã là cha ông ấy rồi. Giọng nói, tiểu tháp. Một hồi sau, giọng nói lên tiếng, ta đã biết ngươi là người bất phàm, trước kia bắt ngươi quỳ xuống là để thử ngươi thôi. Đúng là khác với phàm nhân. Ta rất thích, ta sẽ làm bạn với ngươi. Tiểu tháp cảm thán, cuộc đời này thực tế vãi. Diệp Quân mặc kệ nó, tiền bối xưng hô thế nào. Giọng nói đáp, Tông Tín, có người gọi ta là vua Sơ Khai. Diệp Quân lặp lại, vua Sơ Khai. Tông Tín, ừ, nhưng cũng là chuyện quá khứ rồi. Diệp Quân, làm sao tiền bối lại ở nơi này? Tông Tín im lặng một hồi rồi thở dài, tạo nghiệt. Diệp Quân. Tông Tín, đều do tham lam, muốn càng nhiều sức mạnh. Diệp Quân, nghĩa là sao? Tông Tín, khi muốn có sức mạnh không thuộc về mình, chúng ta vô tình trở thành nô lệ của nó. Diệp Quân, ý chí của thần. Tông Tín, chính xác. Diệp Quân, tiền bối giải thích được không? Tông Tín, đó là một loại ý chí. Ngươi biết mấy tên thần ngoài kia không? Diệp Quân gật đầu, ta biết họ đến từ điểm giao hư chân. Tông Tín. Năm xưa, cường giả ở nơi đó cao nhất chỉ đến 10 phần chân, các thiên tài yêu nghiệt ai cũng muốn đột phá nhưng không được. Sau đó, điểm giao hư chân xuất hiện một loại ý chí, gọi là ý chí của thần. Nhờ nó mà họ lĩnh ngộ được sức mạnh mới, ngày càng nhiều thần xuất hiện. Diệp Quân hạ giọng, chỉ cần tín ngưỡng nó là có được sức mạnh sao? Tông Tín, phải, không chỉ vậy mà còn đột phá ràng buộc từ cảnh giới. Sau khi thành thần. Muốn mạnh hơn thì phải tự gieo thần chủng trong lòng, thu thập sức mạnh từ ý chí của thần. Diệp Quân, tiền bối, những thần kia, là ai? Tông Tín, ta không biết, chỉ biết đây là một loại ý chí. Diệp Quân nhíu mày. Tông Tín, thật ra các thần kia đều là được tạo thành. Thứ bàng môn tả đạo này có thể giúp một người đạt được sức mạnh cực đại trong thời gian ngắn, nhưng cuối cùng sẽ bị biến thành nô lệ của ý chí. Diệp Quân, vậy mà họ vẫn làm. Tông Tín thở dài, cũng chỉ có người có chống lưng như ngươi mới hỏi được câu này. Diệp Quân. Tông Tín, ngươi có thể so sánh với người nghèo trong thế tục có thể làm tất cả vì tiền. Nhất là những ai sợ nghèo, chỉ cần cho tiền là có thể sai sử hoàn toàn. Diệp Quân im luôn. Tông Tín, ngươi chưa nhận ra sao, chúng ta không khác gì họ cả. Họ muốn tiền, chúng ta muốn sức mạnh, cả hai đều bị nô dịch thôi. Diệp Quân. Tiền bối cũng không biết thần này là ai. Tông Tín, ừ, năm ấy ta vô tình mới gặp được ấn thần linh, rồi lại vì tham lam mà đi vào đây, mãi không ra được. Diệp Quân tò mò, tiền bối bị thứ gì giam lại? Tông Tín, sức mạnh phong ấn đặc biệt. Diệp Quân, đã bao lâu rồi? Tông Tín im lặng một hồi, không lâu lắm, tầm vài chục triệu năm thôi. Diệp Quân, Tông Tín. Những tên thần bên ngoài muốn lấy ấn này là vì nó chứa rất nhiều ý chỉ của thần, bản thân lại là thần vật siêu cấp. Mấy kẻ tín ngưỡng ý chí của thần đó xem nó như thứ được làm ra cho mình. Diệp Quân, tiền bối cũng tín ngưỡng thứ đó. Tông Tín, không. Diệp Quân, nên mới bị nhốt ở đây chứ gì. Tông Tín. Tông Tín, cũng có nguyên do đó. Diệp Quân, còn lý do gì nữa không? Tông Tín cười. Trừ thần được tạo ra thì trên đời còn một loại thần khác, chính là cái mà người đời hay gọi là mệnh thần, tức những người thành thần mà không dựa vào ý chí thần linh. Tất nhiên, ở nơi đó thì bọn họ bị xem là dị đoan. Diệp Quân hỏi lại, dị đoan?
Tông Tín gật đầu, chịu thần phục thì sẽ được làm thần chủ, không thì thành dị đoan. Diệp Quân, Tông Tín, ta cũng là một dị đoan, vẫn đang trên đường trốn chạy, bọn họ cũng không làm gì được ta. Nào ngờ giữa đường phát khùng mới đi vào chỗ ấn thần linh này. Diệp Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tông Tín lại nói, ta muốn rời đi khi nào cũng được, chỉ cần chịu thần phục mà thôi, còn có thể trở nên mạnh hơn nữa. Diệp Quân, nhưng ông sẽ đánh mất bản thân, đúng chứ? Tông Tín, chính xác. Khi thờ phụng ý chí của người khác tức là đã gieo thần trong lòng, có lẽ đây là cơ hội ngàn năm một thuở với người khác, nhưng với ta thì hoàn toàn không cần thiết. Diệp Quân gật gù, ta hiểu rồi. Tông Tín, người muốn chống lại mấy tên thần kia. Diệp Quân, đúng vậy, tiền bối có cách nào không? Tông Tín suy nghĩ một hồi, người bây giờ đã rất mạnh rồi, nhưng ta nói thẳng, vẫn chưa đạt đến cấp độ của thần. Chưa kể bên ngoài nhiều thần như vậy, người nếu muốn thắng, thì phải tìm viện binh. Diệp Quân, viện binh. Tông Tín, phải. Diệp Quân, đi đâu mới tìm được họ? Tông Tín, dị vực. Diệp Quân, xin tiền bối nói cho tường. Tông Tín, năm xưa ta từng đặt chân đến đó. Ở đó cũng có những người dị đoan như ta, người có thể mượn cường giả của họ đến giúp đánh lại thần. Diệp Quân hạ giọng, liệu họ sẽ giúp ta chứ? Tông Tín mỉm cười, thương lượng thử xem. Ánh mắt Diệp Quân chợt trở nên sâu xa hẳn. Tông Tín không nói gì, chỉ chờ xem hắn quyết định thế nào. Diệp Quân suy ngẫm một hồi rồi hỏi, bọn họ muốn gì? Tông Tín, ta không biết, ta chỉ có thể dẫn ngươi đến đó, làm sao thuyết phục họ thì phải xem ngươi. Diệp Quân mỉm cười, tiền bối cho rằng ta làm được sao? Tông Tín, ngươi phải hiểu điều này, tiểu hữu, muốn có được thì phải biết bỏ ra trước. Diệp Quân im lặng. Hắn biết ý đồ của người này không đơn giản như vậy. Ông ta đang muốn kéo hắn vào một vòng xoáy khác. Nhưng, hắn còn lựa chọn nào sao? Phong ấn các thần kia sắp sửa bị phá, khi ấy hắn và toàn bộ cổ thần không ai có thể làm gì được. Trừ khi chịu tín ngưỡng ý chí thần linh. Một hồi sau, hắn nói, vậy thì thuyết phục thôi. Tông Tín, nơi ấy ở rất xa, ta chỉ có thể dùng bí pháp cưỡng chế truyền tống. Nhưng ngươi chỉ có 2 canh giờ ở đó, nếu không trở về thì thần hồn sẽ bị trọng thương, thậm chí là chết. Nhớ đấy. Diệp Quân, người nơi ấy có nể mặt tiền bối không? Tông Tín mỉm cười, có một chút, nhưng ta đã rất lâu không xuất hiện rồi. Người đi trà lạnh, người cũng hiểu mà. Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Tông Tín, chuẩn bị xong chưa? Diệp Quân, vâng. Một truyền tống trận xuất hiện dưới chân, thân hình hắn lập tức mở đi. Còn cảm giác như bị mấy triệu con ngựa lôi đi mọi phương hướng. Hắn biết mình đang xuyên qua thời không siêu tốc, bèn gọi vô địch kiếm ý ra bảo vệ bản thân. Một thời gian không biết sau, cảm giác bị xé rách kia biến mất. Diệp Quân mở mắt, thấy mình đã dừng lại nhưng đầu óc váng vất, không nhìn thấy đường. Hắn lắc mạnh đầu để giảm bớt cảm giác ấy, sau đó thấy một tòa phủ đệ khổng lồ ở phía xa. Bốn phía âm u đầy nặng nề. Trên phủ đệ có ghi 2 chữ, dị phủ. Bồn bề yên tĩnh đến đáng sợ. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi đi tới, vừa đến gần thì bị thần thức nào đó khóa lại. Hắn dừng bước, nói, tại hạ là Diệp Quân đến từ cổ khư chi địa, muốn trò chuyện cùng các vị. Kẻ ngoại lai. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ nơi xa, ngươi làm sao biết được nơi này. Diệp Quân, Tông Tín tiền bối nói cho ta. Tông Tín. Giọng nói kia tỏ ra ngạc nhiên, còn sống à? Diệp Quân gật đầu, phải. Giọng nói im lặng một hồi mới nói, vào đi. Cánh cửa mở ra, nhưng bên trong phủ đệ vẫn đen kịt một màu. Diệp Quân thản nhiên đi vào. Một con đường xuất hiện dưới chân hắn, hai bên là những cột đá cao chọc trời phủ đầy phù lục đỏ chóe. Tính ra gần 100 cây cột. Ở cuối đường lại có một chiếc ghế màu đỏ tươi. Một người đàn ông mặc áo đỏ bất ngờ xuất hiện trên ghế, hai mắt nhìn Diệp Quân chứa đầy uy áp. Hắn đi đến, bốn mắt nhìn nhau với ông ta. Người đàn ông, người đến đây làm gì? Diệp Quân, xin viện binh. Người đàn ông chỉ chằm chằm nhìn hắn. Diệp Quân đi vào vấn đề, ta muốn mượn cường giả của quý phủ, ông có yêu cầu gì cứ việc nói. Hắn tin rằng Tông Tín đã báo cho đối phương biết, vì vậy chỉ cần vào đề là được. Thuyết phục được thì tốt. Không thì đành thôi.
cùng lắm thì lại chơi chó với chủ nhân bút đại đạo. Dù sao thì gặp người như vậy không cần nhân nghĩa làm gì, cổ bàn nói thế đấy. Người đàn ông bỗng gọi một quyển cổ tịch màu vàng ra, đẩy về phía hắn, công tử là người hào sảng, ta cũng không vòng vo. Dị phủ chỉ có một yêu cầu, công tử hãy nhỏ máu lên quyển sách này, sau đó thề rằng ta sẽ dốc sức cả đời để lật đổ ý chí thần linh. Diệp Quân nhíu mày, chỉ thế thôi à? Người đàn ông gật đầu, chỉ thế thôi. Diệp Quân lại im lặng. Người đàn ông, không giấu gì công tử, chúng ta đều là dị đoan, có thể kết bạn với công tử, nhưng ngươi cần phải là một phần của chúng ta. Khi ấy chuyện của ngươi cũng là chuyện của chúng ta. Ta có 18 cường giả cấp thần, chỉ cần ngươi gật đầu, họ sẽ theo ngươi đi ngay. Diệp Quân lập tức hiểu ra người này đang muốn kéo hắn xuống nước. Hoàn toàn hợp lý. Dù sao họ cũng chẳng nợ hắn cái gì. Bây giờ sẵn sàng đàm phán đã là có lòng. Đạo nghĩa trên đời là thế, tôi giúp anh cũng phải giúp lại tôi. Với cả Diệp Quân tu trật tự đạo, xung đột với ý chí thần linh, trực giác nói rằng lật đổ là chuyện sớm muộn phải làm. Để còn thống nhất vũ trụ nữa. Diệp Quân gật đầu, cong ngón tay nhỏ máu lên quyển cổ tịch, Diệp Quân ta xin thề, sẽ dốc sức cả đời để lật đổ ý chí thần linh. Lời vừa dứt, quyển cổ tịch chấn động, lóe ra một tia sáng vàng xông thẳng lên cao. Các cường giả dị phủ đang âm thầm quan sát cũng giật mình. Người đàn ông kia sững sờ một hồi, đoạn lắp bắp, đại ca ơi, người phát thể thôi mà dần dần vậy luôn hả? Đi, rời khỏi đây mau lên, không đợi được nữa. Diệp Quân. Cả người Diệp Quân đều chết lặng. Chẳng mấy chốc hắn nhận ra có sức mạnh bí ẩn đang lao về hướng này. Diệp Quân biến sắc, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng thấy. Gì thế nhỉ? Vì sức mạnh đó quả thật rất mạnh. Ngay lúc này cả phủ đệ chìm xuống, thoáng chốc đã đến chỗ sâu nhất ở dưới đất. Bên ngoài tối đen như mực, đầy những phù văn màu đen kỳ lạ, những phù văn màu đen này dày đặc rải rác xung quanh, tản ra một nguồn sức mạnh vô cùng bí ẩn, bao trùm mọi thứ, cách biệt với vạn vật. Bên ngoài mặt đất, một tia thần thức rơi xuống, thần thức đó nhìn xung quanh. Không lâu sau thần thức đó cúi đầu nhìn mặt đất, thế nhưng lại chẳng thấy gì. Lúc này Diệp Quân không cảm nhận được thần thức đó, nhưng lại có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ, hắn biết bên ngoài lòng đất có cường giả cực kỳ mạnh. Đến bây giờ hắn vẫn còn ngơ ngác. Đây là chuyện gì thế? Diệp Quân nhìn người đàn ông áo đỏ ở phía xa, vẻ mặt người đàn ông áo đỏ khá căng thẳng, như gặp phải kẻ thù. Ngay lúc này tia thần thức bên ngoài đã biến mất. Diệp Quân cảm nhận được cảm giác nguy hiểm đó cũng biến mất. Người đàn ông áo đỏ thở phào. Đang lúc định rút trận pháp rồi rời khỏi đó, lúc này Diệp Quân bỗng nói, đợi đã. Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân nói, đợi thêm chút nữa. Người đàn ông áo đỏ híp mắt, không rõ ý tứ của Diệp Quân, gã không nói gì. Một lúc lâu sau, khí tức thần thức đó bỗng lại xuất hiện bên ngoài lòng đất. Sắc mặt người đàn ông áo đỏ trở nên hơi khó coi. Lần này thần thức đó không kéo dài quá lâu, chẳng mấy chốc đã biến mất. Diệp Quân nói, được rồi đấy. Người đàn ông áo đỏ nhìn Diệp Quân, ánh mắt trở nên hơi quái dị. Diệp Quân nói, tiền bối, vừa rồi là. Người đàn ông áo đỏ im lặng không nói. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, bây giờ chúng ta đang ở chung một trận địa. Người đàn ông áo đỏ nói, đó là chúng thần điện. Diệp Quân nhíu mày, khó hiểu nói, chúng thần điện. Người đàn ông áo đỏ nói, là những người tín ngưỡng ý chí thần minh. Diệp Quân nói, cũng giống với điểm giao hư chân à. Người đàn ông áo đỏ gật đầu. Diệp Quân sầm mặt. Người đàn ông áo đỏ nói, người đừng quá lo lắng, mặc dù cái gọi là thần ở điểm giao hư chân cũng tin vào ý chí thần minh, nhưng họ vẫn chưa có tư cách bước vào đó. Họ tranh đoạt món thần vật trên người ngươi, ngoài việc chống lại ngoại vực, họ còn có một mục tiêu, đó là lợi dụng vật này để tiến vào chúng thần điện. Diệp Quân nói, bây giờ chúng ta có thể đi rồi sao? Hắn không xoắn suýt dị vực và chúng thần điện gì đó nữa. Bây giờ hắn chỉ muốn làm một việc, đó là giải quyết chuyện trước mắt, đánh bại chủ nhân bút đại đạo. Chỉ cần đánh bại được chủ nhân bút đại đạo, hắn sẽ không còn bị tên ngốc này nhắm tới nữa, không những vậy, tên này còn phải giúp hắn thiết lập trật tự. Người đàn ông áo đỏ nói, người đi trước đi. Diệp Quân nhìn người đàn ông áo đỏ, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Người đàn ông áo đỏ biết hắn hiểu lầm, vội nói, người đừng nghĩ nhiều, không phải bọn ta đang đấu với ngươi, người đến đây bằng cách đặc biệt, cách đó của ngươi cũng không phù hợp với bọn ta. Diệp Quân nói, bao lâu thì các ngươi có thể đếm chỗ của ta? Người đàn ông áo đỏ nói, 3 ngày. 3 ngày. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn đang định rời đi, bỗng quay đầu lại nhìn người đàn ông áo đỏ, cuốn sách cổ mà ngươi đã thề với ta lúc trước là gì? Người đàn ông áo đỏ nói, thư mệnh ngôn. Diệp Quân nói, tại sao ta lại thề sẽ làm chấn động chúng thần điện bằng thứ đó? Người đàn ông áo đỏ trịnh trọng nói, thư này là thánh vật của chúng thần điện, bên trong chứa đựng sức mạnh không tôn trọng, nếu ngươi thề với nó có nghĩa là đang báng bổ ý chí thần minh, sẽ bị ông ta đánh dấu phạm thượng, thế nên sẽ làm họ chấn động. Diệp Quân nói, có thể cho ta mượn dùng chút không? Người đàn ông áo đỏ hơi khó xử. Người muốn mượn sách này làm gì? Diệp Quân nói, ta tự có mục đích của mình, người yên tâm, tông tín tiền bối đảm bảo, đến lúc đó ta nhất định sẽ trả lại. Người đàn ông áo đỏ im lặng hồi lâu rồi nói, được. Nói rồi gã đưa cuốn sách cho Diệp Quân. Diệp Quân nhận lấy cuốn sách, xoay người biến mất khỏi đó. Sau khi Diệp Quân đi, một giọng nói bí ẩn vang lên, nhân quả lời thề của hắn thế mà lại lớn như thế. Người đàn ông áo đỏ khẽ nói, không hổ là người mà tông tín đại nhân chọn. Giọng nói bí ẩn đó nói, chúng ta phải đánh trận này thay hắn thật sao? Người đàn ông áo đỏ nói, không thì sao? Giọng nói bí ẩn do dự một lát, sau đó nói, bây giờ hắn đã thề, cho dù chúng ta không tham gia chiến, hắn cũng không thể làm gì chúng ta. Ngu ngốc! Người đàn ông áo đỏ lạnh lùng liếc nhìn cột đá bên phải, nói, sao ngươi thiển cận thế? Làm người hay làm việc gì cũng thế, điều cấm kỵ nhất là chỉ mua bán một lần hoặc qua cầu rút ván, nếu chúng ta không có khả năng thì không thể chắc chắn, nhưng nếu có năng lực, dĩ nhiên chúng ta phải giữ lời hứa, nếu không chúng ta sẽ không chỉ đắc tội với thiếu niên kiếm tu trước mặt, mà còn đắc tội cả tông tín. Hãy nhớ làm người thì đừng để cái lợi nhỏ nhặt trước mắt che mờ tâm trí, thường thì những tai họa lớn đều do chút ý nghĩ xấu xa trong lòng gây ra. Giọng nói đó không dám nói gì nữa. Người đàn ông áo đỏ thu lại ánh nhìn, lập tức khởi hành đến khu vực cổ hư. Sau khi quay về khu vực cổ hư, Diệp Quân tìm được phiến cổ bàn, gã vẫn còn đang điên cuồng tu luyện. Khoảng thời gian này, tên này đã tu luyện đến mức nhập ma. Hắn bỗng nói, cổ bàn huynh, sắp đánh nhau rồi. Giọng cổ bàn ở đằng xa truyền đến, sau khi bắt đầu đánh nhau thì ta sẽ ra ngoài. Diệp Quân gật đầu, có câu này của huynh thì ta yên tâm rồi. Nói rồi hắn xoay người đi ra ngoài. Bây giờ cổ thần đã ở một đống hoang phế, đã không còn sầm uất như trước. Ông lão áo trắng xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân nói, chúng ta phải gắng gượng 3 ngày. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân, 3 ngày. Diệp Quân gật đầu, phải gắng gượng 3 ngày. Ông lão áo trắng nói, vấn đề chắc không lớn lắm. Diệp Quân quay đầu nhìn ông lão áo trắng, còn chiêu át chủ bài nào không? Ông lão áo trắng gật đầu, còn một trận pháp. Nói rồi ông ta nhìn xuống đất, trận pháp năm đó đế chủ đích thân lập ra có thể ngăn được. Diệp Quân nói, vậy thì tốt. Nói rồi hắn ngừng một chốc, sau đó lại nói, đã sắp xếp xong cho các cư dân ban đầu ở bên trong chưa? Ông lão áo trắng nói, đều đã rời khỏi nơi này rồi. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn vào tận sâu tinh không, hắn nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo đang phá trận pháp cảm nhận được ánh mắt của Diệp Quân, cũng lập tức nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, lần này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Diệp Quân gật đầu, quả thật là sắp kết thúc rồi. Nói rồi hắn vừa dừng lại rồi nói, chủ nhân bút đại đạo, không biết ông có còn nhớ lúc cha ta bảo chúng ta đến đây là muốn chúng ta tự lập một gia trật tự của mỗi người, sau đó xem thử trật tự của ai tốt hơn. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ta nghĩ chỉ có người thắng mới có tư cách thành lập trật tự, cậu nghĩ sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Có thực lực mới có thể thiết lập trật tự, không có thực lực thì cho dù thiết lập trật tự cũng không duy trì được bao lâu. Bên cạnh chủ nhân bút đại đạo là Hạo Thần, hắn vẫn còn chiêu bài cuối sao? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, chắc chắn là có. Hạo Thần nhìn chủ nhân bút đại đạo, cười nói, tất nhiên. Chỉ cần hắn không gọi người đến thì có mang theo con át chủ bài nào cũng không thành vấn đề. Hạo Thần nhìn chủ nhân bút đại đạo,
nếu hắn gọi người thì sao? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, vậy cũng chẳng sao, để ta lo. Hạo thần gật đầu, yên tâm rồi. Sau khi chủ nhân bút đại đạo làm hết các thao tác, vài phong ấn của thế giới này đang dần bị giải trừ, các nơi đều có khí tức mạnh dần xuất hiện. Trong cổ thần đô, Diệp Quân kêu gọi tất cả cường giả của nước cổ thần. Ông lão áo trắng, thống lĩnh cổ thần vệ cổ trần, nhưng bây giờ cổ trần chỉ còn lại thần hồn, hơn nữa còn không hoàn thiện, nhưng ý chí chiến đấu của y quả thực rất đáng sợ. Ngoài ra, trong cổ thần đô còn có rất nhiều cổ thần vệ. Các cổ thần vệ này trước kia đều là cường giả cảnh giới 9 phần đỉnh cao, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại ý chí. Cường giả bên nước cổ thần quả thật không nhiều. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng trước mặt, làm sao mới có thể ra lệnh cho các hiền triết nước cổ thần ở khu vực thần hư. Ông lão áo trắng nói, cậu có thể ra lệnh bất cứ lúc nào. Diệp Quân gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn tận sâu bầu trời, vậy thì bắt đầu đi. Ông lão áo trắng ngạc nhiên nói, chúng ta ra tay trước à? Diệp Quân nói, đương nhiên, nếu không đợi sau khi chúng giải trừ phong ấn mới đánh sao? Tất nhiên là đánh bây giờ rồi. Nói rồi hắn bỗng biến thành một tia kiếm quang lao lên khỏi mặt đất, lao về phía chủ nhân bút đại đạo. Ông lão áo trắng lắc đầu khẽ cười, ông ta không ngờ Diệp công tử này lại không làm theo lẽ thường như vậy. Không nói gì nhiều, ông ta và mấy vị cường giả bên cạnh cũng đều bay lên trời, lao về phía chủ nhân bút đại đạo. Nhìn thấy đám người Diệp Quân lao về phía mình, chủ nhân bút đại đạo lại tỏ ra rất bình tĩnh, không hề ngạc nhiên chút nào, vì ông ta biết thiếu niên này sẽ không để ông ta dễ dàng giải trừ phong ấn như vậy. Chủ nhân bút đại đạo không ra tay, Hạo thần bên cạnh bỗng tiến lên trước một bước, chỉ là một bước, một thần lực đáng sợ đột nhiên lao ra từ sâu trong bầu trời. Bây giờ ông ta đang ở trạng thái bị phong ấn, thực lực chỉ có khoảng 30% lúc đỉnh cao, nhưng dù vậy, uy lực vẫn cực kỳ đáng sợ, khiến nhiều người không thở được. Ánh mắt Diệp Quân dẫn đầu trở nên lạnh lùng, chém một nhát kiếm, xé toạc uy lực đó, kiếm dài hướng thẳng về phía chủ nhân bút đại đạo. Nhưng lúc này Hạo thần bỗng xuất hiện trước mặt ông ta, tay phải Hạo thần siết chặt đấm một quyền vào mũi kiếm của hắn. Vèo! Sau một làn sóng xung kích nổ tung, hai người đều lùi về sau. Diệp Quân vừa dừng lại, Hạo thần cũng dừng lại theo, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, khá đấy. Diệp Quân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy mấy người ông lão áo trắng cách đó không xa đều bị hai hư ảnh chặn lại. Hai vị thần. Mặc dù những thần này bị phong ấn, nhưng đã có thể sử dụng một phần sức mạnh. Ngoài ra, lúc này ma thần đó cũng xuất hiện bên cạnh chủ nhân bút đại đạo, bảo vệ ông ta. Hơn nữa ngày càng có nhiều thần xuất hiện. Diệp Quân lặng thinh, bỗng nói, xin các vị hiền triết hãy giúp ta. Hắn vừa dứt lời, từng tia sáng trắng lao lên trời ở khu vực thần hư. Hiền triết các đời của nước cổ thần. Hàng trăm tia sáng trắng chiếu lên trời, sau đó lao thẳng đến chỗ chủ nhân bút đại đạo. Nhưng chủ nhân bút đại đạo bỗng cười một cách kỳ quái, Diệp Quân. Quả nhiên là cậu bị lừa rồi. Diệp Quân ở đằng xa nhếch môi, vậy à? Chủ nhân bút đại đạo híp mắt như nhận ra điều gì, sắc mặt ông ta thay đổi. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía ma thần ở bên cạnh, thứ chào đón ông ta chính là một nắm đấm thật lớn, bên trên nắm đấm tỏa ra ma khí ngập trời. Mà người ra tay chính là ma thần vẫn luôn đứng ở bên cạnh ông ta từ trước. Chủ nhân bút đại đạo hoảng sợ, ông ta không ngờ rằng ma thần này sẽ đột nhiên phản bội. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì nắm đấm của ma thần đã đánh đến trước mặt ông ta một cách hung ác rồi, ông ta đành phải từ bỏ việc mở phong ấn, một ngón tay ấn xuống, dấu ấn đại đạo đã hiện ra. Đùng đoàng! Khi ấn đại đạo bị phá vỡ, cú đấm cứng rắn này của ma thần đã đánh bật chủ nhân bút đại đạo ra xa gần nghìn trượng. Sau khi dừng lại, vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo hơi khó coi, ông ta trừng mắt nhìn ma thần, tại sao? Hạo thần ở phía xa kia cũng nhìn ma thần, ông ta cũng không ngờ ma thần lại đột nhiên phản bội. Ma thần cười nói, ngươi nói xem. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không nói gì. Ma thần mỉm cười và nói, chủ nhân bút đại đạo, lúc trước, khi ta hỏi ngài có thể giết vị Diệp công tử này được không, ngươi nói là không thể. Nói cách khác, cho dù ngươi có thắng thì ngươi cũng không thể giết được vị Diệp công tử này, điều này chứng tỏ rằng, sức mạnh của người đứng phía sau hắn nhất định sẽ cao hơn ngươi, nếu đã như vậy,
tại sao ta không chọn một người có tương lai hơn chứ? Nghe được lời nói của ma thần, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nở nụ cười, được, 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 tốt thật đấy. Ông ta không ngờ rằng một câu nói trước đó của mình lại khiến cho ma thần này trực tiếp phản bội. Xem ra, làm người vẫn không nên trung thực. Người trung thực sẽ phải chịu thiệt. Hạo thần đột nhiên nói, đây là quyết định của ngươi à? Ma thần mỉm cười và nói, đương nhiên là quyết định của ta. Nói thật thì ta đã chán ngấy những ngày tháng làm quân cờ của người khác rồi, đương nhiên, đối với những người như ngươi và ta, từ khi bắt đầu có ý chí tín ngưỡng thần linh, chúng ta phải làm quân cờ, chúng ta không thể nhảy ra khỏi vòng tròn này nữa. Nhưng lần này, cho dù ta phải làm quân cờ thì cũng phải chọn một người chơi cờ giỏi. Hạo thần gật đầu, được. Ma thần nở nụ cười, tay phải của hắn ta từ từ siết chặt lại, trong nháy mắt, trên người hắn ta tản ra một luồng ma khí ngập trời. Ma thần. Hắn ta tu luyện ma đạo ở giao giới hư chân, sức mạnh của hắn ta không hề yếu hơn Hạo thần, nhưng lúc này, phong ấn trên người hắn ta cũng chưa được loại bỏ. Mà đúng lúc này, Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay ra, dấu ấn thần linh xuất hiện trong tay hắn, hắn lẩm nhẩm câu thần chú mà Tông Tín đã dạy cho hắn, chẳng mấy chốc, phong ấn trên người ma thần bắt đầu tiêu tan từng chút một. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của Hạo thần đột nhiên nheo lại. Diệp Quân đột nhiên giơ dấu ấn thần linh lên cao, âm thanh của hắn phát ra như sấm sét, ta đã trở thành chủ nhân của dấu ấn này, ta đại diện cho thần linh, bất cứ người nào tín ngưỡng ta, từ giờ trở đi, sẽ được trường sinh. Dấu ấn thần linh. Tông Tín cũng bối rối, y vội vàng hỏi, đại ca, thứ này không có chức năng đó, người đừng khoe khoang. Nói đến đây, y vội vàng dừng lại. Lúc này y mới nhận ra là người kia đang muốn lừa gạt. Dưới sự chiếu sáng của dấu ấn thần linh, Diệp Quân giống như một vị thần. Tất cả mọi người trong trận đều sửng sốt. Trường, sinh, bọn họ cũng không hề yếu, và có tuổi thọ cao, nhưng cũng không phải là sống mãi, tuổi thọ của bọn họ có giới hạn. Mà bây giờ, người kia nói rằng nếu tín ngưỡng vào hắn thì sẽ được trường sinh. Cái quái gì vậy? Dấu ấn thần linh này có chức năng đó à? Lúc này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đi tới, Diệp Quân, cậu khoe khoang quá rồi đấy, không viết bản thảo à? Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo trực tiếp bị lời nói của Diệp Quân làm cho tức giận đến mức nở nụ cười, còn trường sinh à? Cái thứ này có thể khiến cho người ta trường sinh, nó nói cho cậu biết à? Diệp Quân tức giận chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, dị giáo to gan, sao ông dám nghi ngờ thần linh chứ? Chủ nhân bút đại đạo. Các thần trong trận đều nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, tín ngưỡng của bọn họ chính là ý chí của thần linh. Chủ nhân bút đại đạo tức giận và cười châm biếm, Diệp Quân, cậu đừng ở đây giả vờ làm đại thần với ông, cậu là loại người như thế nào, ông đây còn hiểu rõ hơn so với vợ của cậu. Diệp Quân không để ý tới chủ nhân bút đại đạo, mà nhìn xung quanh, nhìn những thần đang ẩn nấp trong bóng tối, mọi người, cho dù các người liều mạng thì thật sự có thể lấy được dấu ấn thần linh này không? Các thần im lặng. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày lại. Diệp Quân lại nói, các ngươi vì cái dấu ấn thần linh này mà đã bị phong ấn rất lâu. Cái giá này còn chưa đủ lớn à? Xin lỗi cho ta nói thẳng, cho dù các ngươi có thắng, nhưng chỉ có một dấu ấn, các ngươi sẽ chia nó như thế nào đây? Còn muốn liều mạng chiến đấu thêm một lần nữa à? Cho dù liều mạng thì các ngươi có thể thắng được chủ nhân bút đại đạo và hạo thần không? Bốn phía rơi vào im lặng đến chết người. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, Diệp Quân, cậu đừng ở trong này dùng lời nói để mê hoặc người khác, cậu. Diệp Quân không để ý tới chủ nhân bút đại đạo, hắn quay đầu nhìn về phía hạo thần. Hạo thần, lúc này là tranh chấp giữa ta và chủ nhân bút đại đạo, ta không có thù oán với ngươi, cũng không muốn gây thù chuốc oán với ngươi, ngươi thật sự muốn tham gia vào cuộc tranh đấu giữa chúng ta à? Đôi mắt của hạo thần hơi nheo lại. Diệp Quân quay đầu lại nhìn về phía các vị thần này. Mọi người, ta không có thù oán với các ngươi, thậm chí còn kết thiện duyên với một số vị thần trong cuộc hành trình. Chuyện hôm nay là chuyện giữa ta và là chủ nhân bút đại đạo, ta không muốn gây thù chuốc oán với các ngươi, chỉ cần mọi người hứa sẽ không can thiệp vào chuyện giữa ta và ông ta thì ta có thể lập tức sử dụng dấu ấn này để giúp mọi người loại bỏ phong ấn, để mọi người được tự do. Nói xong, hắn dừng lại một chút, rồi lại nói, hơn nữa, ta cũng mong muốn chia sẻ cái dấu ấn này với mọi người. Cùng chia sẻ cái dấu ấn này. Nghe thấy lời nói của Diệp Quân,
mọi người trong trận đều ngây ngẩn cả người. Chủ nhân bút đại đạo cũng sững sờ ở tại chỗ, chẳng mấy chốc, vẻ mặt của ông ta tối sầm lại. Diệp Quân giơ dấu ấn thần linh lên, con dấu này chính là thần khí số 1 ở đây, xin lỗi cho ta nói thẳng nhé, trong trận này, cho dù là bất cứ ai trong chúng ta, nếu chiếm lấy nó cho riêng mình thì đều sẽ là một tai họa, bởi vì chắc chắn sẽ bị đuổi giết, không những thế, cái dấu ấn này còn có nhân quả rất lớn. Cho nên, không có ai có thể một mình chiếm giữ cái dấu ấn này được, nếu như thế, sao chúng ta không chia sẻ nó chứ? Lúc này, một vị thần trong bóng tối đột nhiên nói, chia sẻ như thế nào? Các thần đều nhìn về phía Diệp Quân nói, trong dấu ấn này có chứa ý chí của thần linh, ngoài ra còn có sức mạnh của quý luật mà chúng ta không biết, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, kết quả nghiên cứu ra sẽ được chia sẻ với mọi người. Đương nhiên, vì để công bằng thì mỗi người đều nắm giữ dấu ấn này trong vòng 100 năm, ta nắm giữ 100 năm trước, sau đó, căn cứ sức mạnh, ai mạnh nhất thì người đó sẽ là người thứ hai nắm giữ 100 năm. Mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người trong trận đều im lặng. Trong trận có hơn 20 vị thần. Nói cách khác, người cuối cùng chỉ cần chờ 2.000 năm là có thể nắm giữ dấu ấn này. 2.000 năm đối với người bình thường chắc chắn là một con số kinh khủng, nhưng đối với những người tu luyện như bọn họ thì 2.000 năm có lẽ chỉ là một lần bế quan mà thôi. Chắc chắn là tất cả các thần ở xung quanh đều rất động lòng với đề nghị này của Diệp Quân. Lúc này, có một vị thần đột nhiên nói, làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi được? Diệp Quân cười và nói, vậy thế này thì sao, ta tạm thời không cần giữ cái này dấu ấn này, đổi sang cho một người khác giữ nó trong vòng 100 năm trước nhé. Nói xong, trong đầu hắn vừa có một ý nghĩ thì dấu ấn thần linh đã bay thẳng đến trước mặt ma thần kia. Ma thần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn ta hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Quân sẽ đưa dấu ấn này cho hắn ta. Không chỉ hắn ta, mà tất cả các thần trong trận đều không ngờ tới. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân mà không nói gì. Trong dấu ấn thần linh, Tông Tín kia đột nhiên hơi xúc động, thiếu niên này không phải giỏi bình thường. Thiếu niên này có mưu tính sâu xa, thực sự là hơi đáng sợ. Chỉ có hắn biết là nếu không thể nhận được sự đồng ý của Tông Tín thì cho dù đối phương có lấy được dấu ấn thần linh thì cũng không có tác dụng gì. Không có linh hồn của dấu ấn thần linh, bây giờ Tông Tín tương đương với linh hồn của dấu ấn thần linh, cho nên, phải có được sự đồng ý của Tông Tín thì mới có thể nắm giữ dấu ấn thần linh. Thiếu niên này làm như vậy, đương nhiên một mặt là tin tưởng ma thần này, nhưng thiếu niên này cũng không hoàn toàn tin tưởng vào ma thần. Đương nhiên là nên như thế. Tuyệt đối không nên tin tưởng vào một người 100%, bởi vì trước mặt lợi ích to lớn, rất nhiều lúc, đừng nói là người ngoài, cho dù là người thân nhất cũng có thể phản bội được. Vì vậy, bất cứ việc gì cũng đều phải có biện pháp dự phòng. Trong khoảnh khắc Diệp Quân đưa dấu ấn thần minh cho Tông Tín thì tất cả các thần ở trong trận đều cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tin tưởng Diệp Quân. Thiếu niên này cũng không phải đang lừa bọn họ. Thiếu niên này thực sự sẵn sàng chia sẻ dấu ấn thần linh. Nếu đối phương sẵn sàng chia sẻ dấu ấn thần linh thì sao bọn họ phải chiến đấu đi liều mạng với người ta làm gì? Giống như lời thiếu niên này nói là mọi người không có thủ oán. Liều mạng làm gì? Hơn nữa, cho dù có liều mạng thì cũng chưa chắc đã có được thần vật này. Lúc này, một vị thần đột nhiên nói, Diệp công tử, ta bằng lòng kết bạn với ngươi. Ta cũng bằng lòng. Còn có ta. Chẳng mấy chốc, tất cả thần linh trong bóng tối đều bày tỏ ý kiến. Chỉ còn lại hạo thần kia. Diệp Quân nhìn về phía ma thần mà không hề do dự, tiền bối, xin cho ta mượn dùng một lúc. Lúc này, ma thần đã hồi phục lại tinh thần. Hắn ta lập tức trả lại dấu ấn thần linh từng là thần vật tối cao cho Diệp Quân mà không hề do dự. Lúc này, tâm trạng của hắn ta hơi phức tạp. Sở dĩ hắn ta lựa chọn Diệp Quân chính là vì hắn ta muốn chọn một thế lực nhìn có vẻ mạnh mẽ hơn, nhưng hắn ta không ngờ là Diệp Quân lại tin tưởng người mới gặp một lần như thế. Đó chính là thần vật tối cao đó. Nói cho là cho hắn ta. Vận mệnh này, sự tin tưởng này. Ma thần nở nụ cười. Hắn ta càng chắc chắn rằng mình không có chọn sai người. Diệp Quân nhận lấy dấu ấn thần linh, sau đó trực tiếp loại bỏ phong ấn cho tất cả thần trong trận. Sau khi phong ấn của tất cả các thần được loại bỏ, thì hơi thở của bọn họ đã được hồi phục. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía hạo thần, nhưng cũng không chạm vào phong ấn của hạo thần. Sau một lúc im lặng, hạo thần cười và nói,
ta cảm thấy làm người nhất định phải có bắt đầu và kết thúc, ta vẫn lựa chọn chủ nhân bút đại đạo. Tất cả các thần đều cảm thấy hơi khó hiểu. Chủ nhân bút đại đạo cảm thấy hơi kinh ngạc. Diệp Quân gật đầu, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo, dựa vào phần tình cảm của bao nhiêu năm qua, nếu ông đầu hàng thì ta có thể. Để cho thi thể của ông được hoàn chỉnh. Tiểu tháp, giữ được toàn thây. Tất cả mọi người đang có mặt đều nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo với thái độ không thân thiện. Lúc này đương nhiên là bọn họ đứng về phía Diệp Quân, bọn họ và chủ nhân bút đại đạo không quen biết nhau, đương nhiên ai cho bọn họ lợi ích, bọn họ sẽ theo người đó rồi. Mà vì sự phản bội của chúng thần, chủ nhân bút đại đạo bây giờ đã trở thành một kẻ đơn độc. Đương nhiên vẫn còn hạo thần kia. Nhưng về mặt đội hình thì hoàn toàn không thể chống lại Diệp Quân bên này. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, hay lắm, hay lắm. Diệp Quân, ta không ngờ là ngươi còn có chiêu này. Diệp Quân im lặng, nguyên nhân quan trọng nhất khiến năm đó nước cổ thần bị tiêu diệt là vì sở hữu một thần vật mà bọn họ không có khả năng bảo vệ. Mà Diệp Quân hắn thì rõ ràng là yếu hơn cổ đạo thiên năm đó. Vì thế hắn biết rõ cầm thần khí này chẳng có ý nghĩa gì cả, hơn nữa còn bị tấn công. Đưa cho người khác chắc chắn chỉ có lợi không có hại. Lúc này, Tông Tín chợt nói, người đã có suy nghĩ sẽ đưa nó cho người khác từ lâu rồi đúng không? Diệp Quân gật đầu. Tông Tín cười nói, vậy mà ngươi còn đi mượn cường giả. Diệp Quân nhẹ giọng đáp, tiền bối, chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tông Tín nói, ý ngươi là chủ nhân bút đại đạo sao? Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, nếu người trước mặt có thể bị đánh bại một cách dễ dàng như thế thì đã không phải là ông ta rồi. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, Diệp Quân, ta biết ngay là ngươi không dễ đối phó như thế mà, nên ta đã có chuẩn bị trước rồi. Diệp Quân gật đầu, ta đoán ra được. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trên bầu trời, khẽ nói, ngươi thật sự cho rằng phong ấn mà cổ đạo thiên dùng thân thể hiến tế tạp ra có thể ngăn cản được ta à? Diệp Quân híp mắt lại. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, sao có thể chứ? Đạo của ta không chỉ là đạo chi ngoại mà còn là khởi nguyên của tất cả đạo đã biết. Thế giới này chỉ có người nhà ngươi đích thân phong ấn được ta, nếu không chẳng có phong ấn nào có thể làm khó ta cả. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một đạo ấn bỗng từ đó bay lên cao. Khi đạo ấn đó đánh lên trên phong ấn màu vàng kia, phong ấn màu vàng rung mạnh, ngay sau đó, phong ấn màu vàng trở nên hư ảo. Phong ấn được giải trừ. Oanh! Sau một tiếng vang lớn, phong ấn màu vàng kia biến mất. Ha ha! Lúc này, một tiếng cửa to bỗng vang lên từ trên bầu trời, đạo huynh. Âm thanh vừa vang lên, mấy chục khí thế đáng sợ cuộn trào xuống từ điểm giao hư chân. Chư thần hạ giới. Thấy cảnh này, ma thần ở bên cạnh lập tức híp mắt, ngôn vương. Lúc này những vị thần đứng bên phía Diệp Quân cũng hơi hoảng hốt. Ngôn vương. Ở điểm giao hư chân, người này là một kẻ đáng sợ, gã ta trấn thủ biên vực, một mình chống lại dị vực, chẳng những có thực lực đáng sợ, mà còn có khả năng hiệu triệu không ai sánh bằng ở điểm giao hư chân. Chúng thần đều không ngờ ngôn vương này thật sự sẽ tự mình đến đây. Gã ta không trấn thủ biên vực nữa à? Vừa mới nói xong, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng rộng xuất hiện, gã ta có vóc người cao to, bờ vai rộng, nét mặt ngang tàng. Sau lưng gã ta là 36 cao thủ thần cảnh, những người này đều là cao thủ cao cấp gã ta dẫn đến từ biên vực, mỗi năm những cao thủ này đều phải chiến đấu với biên vực và dị vực, thực lực cực kỳ hung mãnh. Thấy ngôn vương, sắc mặt ma thần kia cũng thoáng chốc trở nên nặng nề. Ông ta không ngờ cao thủ của điểm giao hư chân lại hạ giới. Sắc mặt những vị thần ở bên cạnh Diệp Quân cũng trở nên rất khó coi. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, lâu rồi không gặp. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn về phía chúng thần sau lưng Diệp Quân, cười cất lời, các vị, ta cũng giống như Diệp Quân, không thù không oán với các vị, cũng không muốn gây thù với các vị. Ngược lại, ta còn muốn kết bạn với mọi người. Thế này nhé, nếu mọi người không nhúng tay vào chuyện này, đợi ta giải quyết Diệp Quân xong, ta cũng sẽ chia sẻ ấn thần minh cùng với mọi người. Chúng thần im lặng, không nhúng tay vào, vẫn có thể lấy được ấn thần minh. Chuyện tốt đó. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mấy vị thần đồng loạt lùi sang một bên từ chỗ bên cạnh Diệp Quân mà không chút do dự, nếu mọi chuyện thuận lợi,
đương nhiên bọn họ không ngại ban ơn cho Diệp Quân, nhưng nếu không thuận lợi, thì đương nhiên là bọn họ không muốn. Ai muốn đi ngược chiều gió đâu chứ? Dễ chết lắm. Hơn nữa điều kiện chủ nhân bút đại đạo đưa ra cũng rất hấp dẫn. Đương nhiên phần nhiều là bọn họ sợ Ngôn Vương, người này không chỉ có thực lực hơn người mà bên cạnh còn có vô số tùy tùng. Ma thần không rời đi mà vẫn kiên định đứng bên cạnh Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía ma thần, cười nói, tiền bối, ngài không cần phải. Nhưng ma thần lại lắc đầu, người cháo trở sẽ không có kết cục tốt, ta đã đứng về phía ngươi thì có thua ta cũng cam lòng. Diệp Quân còn muốn nói gì đó thì chủ nhân bút đại đạo ở phía xa chợt cất lời, tên giả dối, đầu hàng đi, nể mặt cha của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Quân cười nói, hình như ta chưa từng nghiêm túc chiến đấu với ông lần nào, không bằng nhân dịp này luôn. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không cần thiết, dù sao ta cũng sẽ đánh chết ngươi mà, đúng không? Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, im lặng không nói một lời. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, ta thật sự không thể giết ngươi, nhưng nếu ngươi không đầu hàng, ta sẽ giết sạch tất cả những người đi theo ngươi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, chủ nhân bút đại đạo, ta có một chỗ không hiểu. Chủ nhân bút đại đạo cười đáp, ngươi hỏi đi. Đương nhiên ông ta vẫn muốn khuyên Diệp Quân đầu hàng. Chỉ cần Diệp Quân đầu hàng, ông ta sẽ vô cùng sẵn lòng làm bạn với Diệp Quân. Không có chuyện nào tốt hơn làm bạn với Diệp Quân cả. Bây giờ làm kẻ thù với hắn chỉ vì ông ta không còn cách nào khác thôi. Diệp Quân nói, ngoài ta, thế giới này vẫn có trật tự khác, ví dụ ý chí thần minh này cũng là một loại trật tự mà, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, nếu gã ta cũng là một loại ý chí, hơn nữa còn mạnh mẽ như thế, vậy sao ông không nhằm vào gã ta đi? Chủ nhân bút đại đạo bật cười, Diệp Quân, ngươi vẫn chưa hiểu à? Diệp Quân cau mày. Chủ nhân bút đại đạo nói, ý chí thần minh là một trật tự vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ, còn mạnh hơn trong tưởng tượng của ngươi gấp chục nghìn lần. Nhưng nó vẫn thuộc về trong đạo, tính đến trước mắt chỉ có hai người ngoài đạo. Một là ta, hai là ngươi. Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, ngoài đạo. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, ngươi không phải trời sinh đã ngoài đạo mà là sau này mới như thế, theo lẽ thường sẽ phát triển như thế này, một người nỗ lực tu luyện, xây dựng trật tự, sau đó ra ngoài đạo. Nhưng ngươi thì làm ngược lại, ra ngoài đạo trước mới xây dựng trật tự. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, cho một ví dụ thì dưới tình huống bình thường. Sau khi người bình thường được sinh ra, người đó sẽ đi học, làm việc, kiếm tiền, mua nhà. Còn ngươi thì sao, còn chưa sinh ra thì ngươi đã có nhà rồi. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, nói một cách khác, đối với ta, ngươi mang đến uy hiếp lớn hơn ý chí thần minh, bây giờ không giải quyết ngươi lúc ngươi còn khá yếu, nếu đợi ngươi trưởng thành rồi, kết hợp với sự giúp đỡ của người nhà, thì ta có hối hận cũng muộn rồi. Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo. Dù có giải quyết ta thì cuối cùng ông cũng đâu thể đánh bại ý chí thần minh. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, ý chí thần minh. Cái quái gì vậy, sở dĩ bây giờ nó ngông cuồng như thế chỉ vì ta không có thời gian quan tâm đến nó thôi, đợi ta giải quyết ngươi xong, ngươi cứ đợi mà xem ta xử lý nó thế nào. Lời nói của chủ nhân bút đại đạo khiến rất nhiều thần đang có mặt đều khá khó chịu, vì ý chí thần minh là tín ngưỡng của bọn họ. Đương nhiên lúc này không ai dám chất vấn chủ nhân bút đại đạo cả. Diệp Quân gật đầu, không ai nói gì nữa, hắn nhìn xung quanh, vì chúng thần phản bội nên bên phía hắn chỉ còn lại ma thần và những cao thủ của nước cổ thần kia. Nhưng bây giờ phong ấn đã mở, đứng trước cao thủ của điểm giao hư chân, những cao thủ nước cổ thần này đã hoàn toàn trở thành kiến rồi. Có thể nói hắn đã hoàn toàn bị áp đảo về đội hình. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm. Ngươi không có cơ hội nữa rồi, đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, trước mặt ngươi sẽ là một con đường khác, con đường kia còn thoải mái hơn con đường ngươi đi bây giờ nhiều, thật sự đấy. Đầu hàng. Lúc này, một giọng nói bỗng vang vọng trong đất trời, chó đại đạo, ông đã hỏi ý ta chưa? Mọi người nhìn sang hướng giọng nói phát ra, trong cổ thần đô bên dưới có một người đàn ông chậm rãi đi ra, người đàn ông mặc áo choàng đen rộng rãi, khí thế hiên ngang. Quanh người tản ra hơi thơ vô cùng mạnh mẽ, nét mặt vô cùng hống hách. Thấy người đàn ông này, chủ nhân bút đại đạo xa sầm mặt.
đấy không phải ai khác mà chính là Cổ Bàn. Diệp Quân thấy Cổ Bàn thì cũng khá ngạc nhiên, không ngờ Cổ huynh đã xuất quan rồi. Hơn nữa xem ra còn trở nên mạnh hơn rồi. Cổ Bàn chỉ sải một bước đã đi tới trước mặt chủ nhân Bút Đại Đạo, gã nhìn chằm chằm chủ nhân Bút Đại Đạo, cười to nói, chúng ta đánh nhau một trận nhé. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Cổ Bàn, không thể không nói, người thật sự là một thiên tài. Cổ Bàn cười to, chủ nhân Bút Đại Đạo, khoảng thời gian này ta đã lĩnh ngộ được khá nhiều thứ, nào, người luyện tay với ta đi. Dứt lời, không đợi chủ nhân Bút Đại Đạo trả lời, gã tiến lên một bước sau đó vung tay đánh tới. Cú đấm mang theo quyền thế hùng hồn kéo xuống, nhắm thẳng vào chủ nhân Bút Đại Đạo, uy áp quyền thế cường đại làm rung động đất trời, khiến thời không xung quanh liên tục phập phồng. Chủ nhân Bút Đại Đạo không ra tay, Ngôn Vương ở bên cạnh vùng ống tay đạo, quyền thế đáng sợ đó lập tức vỡ tan. Cổ Bàn nhìn về phía Ngôn Vương, ánh mắt trở nên hưng phấn, thần đó à. Ngôn Vương cũng nhìn gã, không biết trời cao đất dày. Cổ Bàn cười to, ta vẫn luôn muốn đánh nhau với thần một trận, bây giờ vừa khéo đấy. Dứt lời, gã bỗng dưng siết chặt tay phải. Ngay sau đó, hàng tỷ ngôi sao lơ lửng trên bầu trời. Ngôn Vương nhìn chằm chằm khỏi bàn, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, ta không bắt nạt ngươi. Nói xong, ông ta ép cảnh giới của mình xuống còn cảnh giới gần 9 phần chân. Chủ nhân Bút Đại Đạo vốn muốn ngăn lại, mục tiêu của ông ta là Diệp Quân, tuy bây giờ chắc chắn sẽ thắng, nhưng chỉ cần Diệp Quân không chịu thua thì mọi chuyện đều có thể thay đổi. Nhưng ông ta cũng không ngăn cản lúc này sẽ khiến Ngôn Vương mất mặt. Hơn nữa ông ta cũng muốn Ngôn Vương dạy dỗ tên lỗ mãng này một trận. Cổ Bàn nhìn về phía Ngôn Vương, đối mặt với vị thần này, hơn nữa còn không phải một vị thần bình thường, nhưng gã lại không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại còn có chiến ý vô tận, gã chậm rãi siết chặt tay, hàng tỷ ngôi sao bắt đầu hội tụ. Thương tinh liệt củ. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ngưng tụ trong tay Cổ Bàn, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nặng nề. Dù là chủ nhân Bút Đại Đạo không thích Cổ Bàn cũng phải thừa nhận tên này có chút bản lĩnh. Uy áp của đại đạo trên người Cổ Bàn ngày càng mạnh hơn, lúc này gã đã tập trung được hàng tỷ ngôi sao, hơn nữa còn hội tụ nó vào lòng bàn tay. Trong tay chứa đựng hàng tỷ sức mạnh sao trời. Chiến kỹ đứng đầu dưới hư chân. Lúc này cả chư thần cũng thay đổi sắc mặt, vì bọn họ biết nếu Cổ Bàn và bọn họ cùng một cảnh giới, chắc chắn bọn họ cũng không thắng được tên này. Nhưng lúc này, Cổ Bàn bỗng dưng buông tay, hàng tỷ sức mạnh sao trời tản ra. Lúc này khí thế của hắn cũng biến mất. Tất cả mọi người sửng sốt. Gã làm gì thế? Ngôn Vương cũng nhíu mày, không hiểu Cổ Bàn đang làm gì. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Cổ Bàn, ông ta bỗng nhận ra điều gì đó, còn người co lại, hoảng hốt nói, ngươi. Lúc này, cơ thể Cổ Bàn trở nên hư ảo. Tất cả mọi người đều không còn cảm nhận được sự tồn tại của gã nữa. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Cổ Bàn, thân thể hóa thành thiên địa, dùng đạo dung hợp vũ trụ. Khi tay nắm lại, gã đang nắm giữ đại đạo. Nhưng đại đạo không thể bị gã nắm giữ được, thứ mà gã nắm giữ chỉ là một phần của đại đạo mà thôi. Buông tay, chính là dung hợp với vũ trụ. Đây cũng giống như nước vậy, chứa nước trong cốc, ngươi chỉ có thể có một cốc nước, nhưng nếu nước vào trong đại dương, cốc nước này sẽ dung hợp lại với cả đại dương. Mà lúc này, Cổ Bàn đã biết cách buông tay. Hàng tỷ ngôi sao của gã không bị giới hạn trong đạo của cá nhân gã, khi hàng tỷ sao trời của gã ôm lấy vũ trụ, uy lực đó thoáng chốc đã tăng lên gấp bội. Cổ Bàn không phải cao thủ thần cảnh, nhưng lúc này, chiến kỹ của gã đã đến được thần cảnh. Khi cảm nhận được uy lực đáng sợ trong chiến kỹ này, chư thần xung quanh đều thay đổi sắc mặt, bọn họ cảm thấy hơi khó tin, người trước mặt rõ ràng không phải cao thủ thần cảnh, hơn nữa còn không phải bản thể, nhưng lại điều động được chiến kỹ thần cảnh. Khác thường đến thế sao? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm Cổ Bàn, không thể không nói tên này khiến ông ta khá bất ngờ. Còn Ngôn Vương ở đối diện Cổ Bàn thì híp mắt lại, lúc này chút khinh thường cuối cùng trong lòng ông ta cũng biến mất. Sức mạnh sao trời ở xung quanh lao nhanh về phía ông ta, thế giới lập tức trở nên sôi trào, sau đó bắt đầu mở ảo đi. Chúng thần vội vàng lùi lại, cách xa khu vực này. Ngôn Vương mở tay ra, hai tia kim quang bay lên trời, trong đó chứa đựng uy thế hơn người không gì sánh kịp, càn quét hàng tỷ tinh vực, áp đảo tất cả mọi thứ. Dưới sự bao phủ của hai luồng uy áp đáng sợ,
nét mặt tất cả những người xung quanh đều trở nên nặng nề, có cảm giác rất khó thở. Ầm, hai luồng sức mạnh vừa chạm nhau, một tiếng động lớn lập tức vang vọng, sóng xung kích đáng sợ lan ra xung quanh tầng tầng lớp lớp như thủy triều, thời không chỗ này hoàn toàn trở thành hư vô. Diệp Quân ở phía dùng kiếm ý của mình ngăn cản sóng xung kích của những sức mạnh này, nét mặt hắn vô cùng nặng nề, hắn cũng rất bất ngờ, hắn không ngờ thực lực của Cổ Bàn lại tiến bộ nhanh như thế. Huynh đệ này thật sự khiến hắn thấy bất ngờ đấy. Trong khu vực chiến đấu, lực lượng của hai người cũng không biến mất, sức mạnh sao trời vô tận và uy áp đáng sợ vẫn đang càn quét điên cuồng. Khí thế của Cổ Bàn trở nên ngày càng mạnh hơn, ở sâu trong vũ trụ có sức mạnh sao trời vẫn còn đang hội tụ về phía này, không chỉ có thể, những sức mạnh này cũng không hội tụ một cách không có quy tắc, mà nó tập trung theo một cách đặc biệt. Đáng sợ nhất là Cổ Bàn đã hoàn toàn trở nên hư ảo. Lúc này, gã đã hòa làm một với toàn bộ sao trời. Nếu nói thương tinh liệt củ lúc trước của gã chỉ là tiểu đạo, thì thương tinh liệt củ lúc này chính là đại đạo. Một đại đạo chân chính. Tông Tín bỗng khẽ cất lời, chuẩn thần. Diệp Quân thầm thắc mắc, chuẩn thần. Tông Tín nói, tuy hắn không phải thần nhưng đạo cũng hắn đã được xây dựng, hơn nữa đạo này còn đủ mạnh, nếu hắn có đủ thời gian chắc chắn hắn sẽ có thể thành thần. Hơn nữa hắn không dựa vào bất cứ ý chí thần minh, nào. Cũng có nghĩa là nếu hắn không đi sai đường, hắn sẽ trở thành mệnh thần, thật sự thì huynh đệ này của ngươi không tệ đâu. Diệp Quân gật đầu, xuất sắc giống ta vậy. Tông Tín im lặng. Ở phía xa có một khí thế sao trời đáng sợ bỗng nổ tung, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, sâu trong vũ trụ có một quyền mang sao trời phá vỡ hư không, đánh thẳng vào đầu Ngôn Vương. Đối diện cú đấm của Tông Tín. Trong mắt Ngôn Vương trở nên dữ tợn, ông ta không lùi mà còn tiến tới, bay lên trời cao, đồng thời vung tay đánh về phía quyền mang sao trời kia. Vì ông ta thường xuyên chiến đấu với cao thủ dị vực, vì thế khí sát phạt trong cú đấm của ông ta vô cùng đáng sợ, nắm đấm đánh ra như có hàng tỷ sinh linh bị giết chết, chiến ý ngút trời và khí sát phạt càn quét mọi thứ. Cú đấm này của Cổ Bàn chỉ có hai chữ, mạnh mẽ. Nắm đấm đánh ra lao thẳng về phía trước như muốn phá nát mọi thứ. Ầm, một tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang vọng trong đất trời, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy một bóng người liên tục lùi lại. Người đó là Ngôn Vương kia. Ngôn Vương lùi lại tận vạn trượng, khí sát phạt và chiến ý đáng sợ trong nắm đấm của ông ta đều bị áp chế. Thấy cảnh này, chúng thần trong sân đều hoảng sợ. Ngôn Vương là bá chủ một phương ở điểm giao hư chân, tuy lúc này đã hạ thấp cảnh giới của mình xuống, nhưng mà người ở cách đó không xa cũng đâu phải bản thể. Vậy mà vẫn rơi vào thế yếu. Làm sao có thể? Mọi người quay đầu nhìn Cổ Bàn ở cách đó không xa bằng ánh mắt khó tin. Sau khi dừng lại, Ngôn Vương nhìn xuống cơ thể của mình, lúc này cơ thể của ông ta xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Sau một hồi im lặng, ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn Cổ Bàn hư ảo ở phía xa, chưa đến thần cảnh lại có thực lực của thần cảnh, lợi hại. Cổ Bàn chậm rãi nhắm mắt lại, gã siết chặt hai tay, lúc này... Gã có thể cảm nhận được quần tinh trong vũ trụ. Sức mạnh vô cùng vô tận. Gã không chỉ nâng cao được chiến kỹ mà cả đạo của gã cũng không ngoại lệ, lần này, cuối cùng gã cũng đã bước lên con đường đại đạo của chính mình. Chủ nhân bút đại đạo bỗng nói, đúng là không tệ, dùng chiến kỹ xây dựng đạo của mình, ngươi là người đầu tiên mà ta gặp đấy. Nhưng mà đại đạo của ngươi vẫn chưa được thuần thục cho lắm, ngươi vẫn cần chút thời gian để hoàn thiện. Bây giờ ngươi có thể đi rồi, ta sẽ không làm khó ngươi. Lần này, ông ta thật sự khá là trân trọng nhân tài. Cổ Bàn mở mắt ra, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân cật lời, Cổ huynh, ta tôn trọng quyết định của huynh. Cổ Bàn bật cười, huynh cho rằng ta là người tham sống sợ chết ư. Nếu ta đã chọn huynh thì sẽ cùng huynh đi tới cuối cùng. Diệp Quân nhìn chằm chằm gã, huynh chắc chắn chưa? Cổ Bàn cười to. Đương nhiên chắc chắn rồi, dù Cổ Bàn ta không phải người tốt gì, nhưng ta vẫn giữ chữ tín, chỉ cần huynh không phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội huynh. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, Diệp Quân, bây giờ ngươi không còn khả năng chiến thắng nữa rồi. Ta đã tính toán đến tất cả khả năng của ngươi, ta biết ngươi đã gọi người giúp đỡ, nhưng ta nói thẳng là không có tác dụng gì đâu. Bây giờ ngoài gọi người, ngươi hoàn toàn không còn cách thay đổi tình thế. Diệp Quân im lặng. Hắn không ngờ đối phương còn biết hắn đã đi gọi người. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân,
trên mặt là nụ cười tự tin như nắm chắc mọi chuyện trong tay. Trận chiến này, nếu Diệp Quân không gọi người thì hắn sẽ thua chắc, dù mấy người trợ giúp kia có đến cũng vô dụng thôi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nhìn về phía Cổ Bàn, Cổ huynh. Cổ Bàn cười to nói, Diệp huynh, ta xin nói nhiều mấy câu, hôm nay ta cùng huynh chiến đấu một trận, đánh thắng được thì đánh, đánh không được thì chết. Nhìn thấy Cổ Bàn phóng khoáng, Diệp Quân cũng hơi bất ngờ, bởi vì lúc đầu hắn và Cổ Bàn chỉ là kết thành đồng minh vì lợi ích, nhưng bây giờ hắn đã được xác ở thế thua cuộc, mà Cổ Bàn vẫn chọn đi theo hắn, đây là điều mà hắn không ngờ tới. Hắn mỉm cười, được. Chủ nhân bút đại đạo hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Cổ Bàn, nhưng ánh mắt của ông ta nhanh chóng chuyển từ trên người Cổ Bàn đến trên người Diệp Quân. Diệp Quân, cậu có thể không sợ bởi vì cậu có người nhà, nhưng cậu thực sự muốn hại chết những người xung quanh mình chỉ vì những suy nghĩ của cá nhân mình à? Cậu phải biết là cậu có thể không chết, nhưng bọn họ cũng không có khả năng đó. Nếu cậu đầu hàng và nhận thua thì ta có thể đảm bảo cậu rằng bọn họ sẽ không phải chết. Cổ Bàn đột nhiên nói một cách khí phách, Diệp huynh, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn gã, ngươi có thể đừng giả vờ nữa được không? Ngươi sờ vào lương tâm của mình và tự hỏi bản thân một chút xem ngươi có thể đánh bại được nhiều người như vậy không? Ánh mắt của Cổ Bàn nhìn xung quanh, khí phách ngất trời, nếu bản thể của ta ở đây thì ngươi đợi đấy. Chủ nhân bút đại đạo xua tay, ngày chết tiệt, lỗ tai của ta đã nghe những lời này của ngươi đến mức chai luôn rồi. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, ta cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu không đầu hàng và nhận thua thì ta sẽ xuống dao giết người. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, mỉm cười và nói, chủ nhân bút đại đạo, trước đó ông nói ông biết ta đi mời người tới giúp đỡ, làm sao ông biết được? Chủ nhân bút đại đạo nói một cách bình tĩnh, nói những thứ này còn có ý nghĩa gì không? Diệp Quân gật đầu, không có ý nghĩa gì. Chủ nhân bút đại đạo nói, lựa chọn của cậu là gì? Diệp Quân không nói gì, mà chỉ lấy ra một cuốn sách cổ có màu đỏ như máu. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày lại, thế nào rồi, cậu muốn dùng vật bên ngoài để đánh bại ta à? Cậu có cảm thấy nó thực tế không? Trừ khi cậu gọi cô kiếm hành đạo của cậu tới, nếu không thì... Diệp Quân đột nhiên gập ngón tay lại một chút, một giọt máu rơi vào trong cuốn sách cổ có màu đỏ như máu kia, hai mắt của hắn từ từ nhắm lại, Diệp Quân ta đã lấy máu thể rằng kiếp này nhất định sẽ hủy diệt các thần điện. Thao tác này của Diệp Quân trực tiếp khiến cho tất cả mọi người bị sợ đến ngây người, làm cái gì vậy? Chủ nhân bút đại đạo cũng có vẻ mặt nghi ngờ, người này đang làm trò quỷ gì vậy? Mà khi mọi người ở đây đang rất nghi ngờ thì đột nhiên... Ở chỗ sâu trong vũ trụ, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên tràn vào như một dòng nước lũ. Trong chớp mắt, mọi người trong trận đều ngẩng đầu nhìn lên chỗ sâu bên trên bầu trời với vẻ mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ đây chính là quân cứu viện mà Diệp Quân mời đến à? Khí tức đó dường như đến từ hàng trăm triệu năm trước, lao tới cuồn cuộn, mang theo áp lực và kinh khủng trải dài vô tận, cho dù là các thần ở trong trận cũng hơi không chịu nổi áp lực kia, không nhịn được mà khom thắt lưng xuống. Đúng lúc này, trong không trung, trên đỉnh đầu mọi người xuất hiện một bóng ma. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy bóng ma kia đột nhiên xuất hiện thì cũng không hiểu ra sao, đồ ngốc này đang làm gì vậy. Các thần đều nhìn chằm chằm vào bóng ma kia với vẻ mặt nghiêm túc, đây là ý chí đến rồi, nhưng bản thể vẫn còn chưa đến, mà khi mọi người ở đây đang hoảng sợ và nghi ngờ thì bóng ma kia đột nhiên ngưng tụ lại một cách chân thực, một người đàn ông trung niên mặc áo đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bản thể cũng đến rồi. Khi chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy người áo đen này thì nhíu mày thật sâu, ông ta còn tưởng rằng Diệp Quân gọi người nhà họ Dương đến, nhưng người đến cũng không phải là người nhà họ Dương. Ánh mắt của người áo đen trực tiếp rơi vào trên người của Diệp Quân trước, ý nghĩ muốn giết người kia chân thực như thật. Diệp Quân đột nhiên giơ hai tay lên, ta đầu hàng, ta nói thật. Mọi người, người áo đen cũng hơi giật mình. Đùa cái quái gì thế? Diệp Quân nhìn người áo đen, nói một cách cung kính, đại nhân, ta là một kẻ báng bổ. Người áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Quân và không nói gì. Ông ta cũng bị những thao tác của người trước mặt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Ông ta là quan tư pháp của chúng thần điện, trách nhiệm chủ yếu chính là truy bắt những kẻ báng bổ hùng mạnh ở bên ngoài này. Những kẻ báng bổ mà ông ta đã gặp được trước đây đều là nghĩ mọi cách để lẩn trốn, mà người trước mặt lại ngược lại, chủ động liên lạc với ông ta.
tỏ vẻ muốn nói thật, muốn đầu hàng. Đây là một cái bẫy à? Ông ta liếc mắt nhìn xung quanh một cái, lại phát hiện những người xung quanh đều rất yếu. Ánh mắt của ông ta rơi vào trên người Diệp Quân, Diệp Quân lại nói, đại nhân, ta muốn báo cáo. Người áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, báo cáo. Diệp Quân gật đầu, nếu như báo cáo những kẻ báng bổ khác thì ta có thể được xử lý một cách khoan dung không? Người áo đen im lặng. Những kẻ báng bổ này đang tranh chấp nội bộ à? Diệp Quân nhìn người áo đen, chờ đợi một câu trả lời. Trong lòng người áo đen cân nhắc một chút, sau đó nói, có thể. Diệp Quân gật đầu, sau đó chỉ vào chủ nhân bút đại đạo ở bên cạnh, ông ta cũng là một kẻ báng bổ. Chủ nhân bút đại đạo. Người áo đen quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo mà không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nói một cách nặng nề, Diệp Quân, cậu đừng làm càn làm bậy với ta. Từ khi nào mà ta đã trở thành kẻ báng bổ rồi? Diệp Quân nói, ta có chứng cứ. Chủ nhân bút đại đạo. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một quả cầu ghi hình đám mây từ từ bay lên, bên trong đang phát hình ảnh về lời nói của chủ nhân bút đại đạo trước đó. Nghe được chủ nhân bút đại đạo nói, ý chí của thần linh ư. Cái quái gì vậy, sở dĩ bây giờ nó ngang ngược như vậy, chẳng qua là vì ta không có thời gian quan tâm đến nó, chờ ta giải quyết ngươi xong thì đến lúc đó, ngươi xem ta trừng trị nó như thế nào. Khi đó, vẻ mặt của ông ta lập tức trở nên lạnh lùng. Chủ nhân bút đại đạo trực tiếp bị nghẹn họng và tê liệt đến chết lặng. Chết tiệt, các thần trong trận cũng chết lặng. Cái quái gì vậy? Diệp Quân nói một cách cung kính, đại nhân, không chỉ có người này là kẻ báng bổ, những người được gọi là thần, này ở bên cạnh ông ta cũng là những kẻ báng bổ, bọn họ tín ngưỡng ý chí của thần linh, nhưng lại đi theo người báng bổ thần linh, nên có tội trạng như nhau, xin đại nhân trừng phạt nghiêm khắc không tha. Các thần, chủ nhân bút đại đạo, người áo đen nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Diệp Quân nói, ta đã hoàn toàn giác ngộ. Cầu xin đại nhân cho ta một cơ hội để thay đổi hoàn toàn. Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói một cách tức giận, cậu đúng là phát rồ rồi, cậu. Diệp Quân không để ý tới ông ta. Nếu đã đánh không lại ông thì chúng ta cùng đi đến chỗ chết đi. Người áo đen im lặng một lúc, rồi nói, ta không thể miễn xá cho tội lỗi của ngươi được, bởi vì ngươi đã lấy sách số mệnh để thề, đây không chỉ đơn giản là báng bổ ý chí của thần linh nữa. Ta không có quyền để miễn xá cho ngươi, nhưng hành vi của ngươi cũng có thể coi như là lập công chuộc tội. Sau khi đến chúng thần điện, ta sẽ xin tha thứ thay cho ngươi, để chủ thần xử lý ngươi theo cách nhẹ nhất. Diệp Quân gật đầu, được, được. Người áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một sợi xích sắt màu đỏ sẫm xuất hiện trong tay ông ta. Ông ta nhìn xung quanh chủ nhân bút đại đạo và các thần bên cạnh ông ta, ánh mắt lạnh lùng, ngươi tín ngưỡng vào ý chí của thần linh. Nhìn thấy kẻ báng bổ mà không trừng phạt, lại còn muốn đi theo, đúng là tội ác cực lớn, theo luật thì phải lập tức hành hình. Hành hình ngay lập tức. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của các thần trong trận lập tức nhanh chóng thay đổi. Vẻ mặt của chủ nhân bút đại đạo cũng thay đổi, ông ta nhìn chằm chằm vào người áo đen, các hạ, tất cả những thứ này đều là âm mưu của người này, các hạ. Người áo đen trực tiếp ngắt lời ông ta, sự thật là các ngươi đã báng bổ ý chí của thần linh. Còn những chuyện khác thì không liên quan gì đến ta. Chủ nhân bút đại đạo tức giận đến mức nở nụ cười, thần linh. Ông đây còn phải báng bổ nó à? Cái quái gì thế? Láo xược. Người áo đen đột nhiên giận tím mặt, một luồng uy nghiêm ngập trời trực tiếp bao trùm lên đám người chủ nhân bút đại đạo. Ngôn vương ở bên cạnh chủ nhân bút đại đạo kia đột nhiên bước ra, khí tức của gã trực tiếp trở lại bình thường trong một khoảnh khắc, gã nhìn chằm chằm vào người áo đen. Chuyện chúng ta tín ngưỡng ý chí của thần linh, đó là chuyện của chúng ta, có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi là cái quái gì, cũng xứng đến đây xét xử chúng ta chứ? Người áo đen quay đầu nhìn về phía ngôn vương, ánh mắt lạnh lùng, các ngươi đúng là những kẻ báng bổ thần linh. Mẹ kiếp! Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên mở lòng bàn tay ra, sợi dây xích màu đỏ như máu trong tay trực tiếp bay ra ngoài, nhanh chóng lao tới trước mặt ngôn vương trong chớp mắt, ngôn vương không sợ hãi chút nào. Lao tới phía trước, đánh một quyền thật hung ác về phía sợi dây xích màu đỏ như máu kia. Giờ phút này, cảnh giới của gã đã được phục hồi, sức mạnh hoàn toàn khác với trước đó. Một quyền này vừa đánh ra, khí thế hùng mạnh và uy nghiêm từ từ tỏa ra như núi lửa đang phun trào. Đùng đoàng.
khi sức mạnh của hai người vừa mới tập trung lại đã trực tiếp nổ tung, Ngôn Vương trực tiếp bị một luồng sóng va chạm đánh bay ra xa hàng mấy chục nghìn trượng. Nhưng người áo đen lại không nhúc nhích tí nào. Trực tiếp đè ép. Người áo đen vung tay áo lên, sức mạnh của sóng va chạm trước mặt ông ta đột nhiên biến mất không còn chút dấu vết nào. Ông ta nhìn chằm chằm vào Ngôn Vương một cách lạnh lùng, nói với vẻ khinh thường, chẳng qua chỉ là một thần cấp thấp, đến cả tư cách tiến vào chúng thần điện cũng không có, còn dám láo xược như vậy trước mặt bản quan, đúng là buồn cười. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra, một cột lửa thần bí đột nhiên phóng lên cao từ trong lòng bàn tay của ông ta, đi vào chỗ sâu bên trên bầu trời. Ngay sau đó, vô số ngọn lửa pháp tắc thần bí tỏa ra từ bên trong cột lửa kia, mà khi những ngọn lửa pháp tắc này xuất hiện, vẻ mặt của các thần trong trận đều nhanh chóng thay đổi, lúc này, bọn họ cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng. Ngọn lửa pháp tắc kia có thể thiêu chết bọn họ. Sau khi trở thành thần và luyện hóa thành cơ thể của thần, thực ra khó có thể giết chết bọn họ được, trước kia sức mạnh của cổ đạo thiên còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, nhưng cũng không thể giết được bọn họ, bởi vì bọn họ tín ngưỡng ý chí của thần linh, có sức mạnh của ý chí thêm vào cơ thể. Mà lúc này, sau khi những ngọn lửa pháp tắc này xuất hiện, bọn họ cảm giác được sức mạnh của, ý chí của thần linh, trong cơ thể mình đang dần dần biến mất. Đám Ngô Vương đều sững sờ. Đây là thao tác gì vậy? Người áo đen đột nhiên nói, các ngươi đã tín ngưỡng thần linh, nhưng lại không tuân theo thần linh, chẳng khác gì những kẻ dị giáo và những kẻ báng bổ. Bây giờ bản quan thu hồi thần lực của các ngươi, ném các ngươi xuống biển sâu, giam cầm 100 triệu năm. Diệp Quân đột nhiên vỗ tay, được, được, được. Nói xong, hắn chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, đại nhân, người này chính là kẻ cầm đầu, ta đề nghị đem đi giết ngay lập tức, không cần phải giam cầm. Mọi người, Diệp Quân lại đột nhiên nói, đại nhân, người này là phân thân, cũng không phải là bản thể của người này đã làm nhiều việc ác, giết phân thân này thôi thì là trị phần ngọn mà lại không trị phần gốc, ta đề nghị trực tiếp giết chết bản thể của người này, tiêu diệt nguồn gốc, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Chủ nhân bút đại đạo. Người áo đen cân nhắc một lúc, rồi nói có lý. Diệp Quân. Ngay lúc Diệp Quân cảm thấy vui mừng, chủ nhân bút đại đạo lại bật cười. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, thầm cảnh giác đề phòng, đã giao chiến nhiều lần với chủ nhân bút đại đạo. Hắn biết người này sẽ không dễ dàng bị đánh bại, không chừng còn có con át chủ bài nào khác, mình không thể sơ suất được. Hắn dịch sang bên cạnh người áo đen, khẽ nói, đại nhân. Người này âm hiểm gian xảo, e là còn giữ lại chiêu gì đó, ngài phải cẩn thận. Người áo đen nhìn hắn, là ta phải cẩn thận hay là ngươi? Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo bỗng cười nói, Diệp Quân à, phải nói là cậu đúng là nhân tài, thế mà có thể nghĩ ra được chiêu này trong lúc bế tắc đó. Nói đến đây, ông ta vung tay áo, ung dung nói, cậu cảm thấy như thế có thể thắng được sao? Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo nói, chủ nhân bút đại đạo, ông vẫn không đầu hàng à? Lẽ nào ông muốn trơ mắt nhìn thấy đám người bên cạnh ông chết thảm? Chủ nhân bút đại đạo hiểu ý của Diệp Quân, chỉ cần ông ta đầu hàng, cho dù là ông ta hay Diệp Quân cũng đều không sợ chúng thần điện. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, có phải cậu nghĩ chỉ có cậu đang tu luyện không? Diệp Quân híp mắt. Chủ nhân bút đại đạo xòe lòng bàn tay ra, một đạo ấn bỗng ngưng tụ từ lòng bàn tay ông ta. Ngay sau đó đạo ấn bay thẳng lên trời rồi đi vào trong cột sáng của ngọn lửa. Cột sáng của ngọn lửa rung chuyển dữ dội. Muốn dập lửa à? Người áo đen nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, đây là tịnh hỏa, có thể thanh lọc ý chí thần minh có niềm tin không thuần khiết, sức mạnh của ngươi không thể. Vừa dứt lời, gã bỗng sửng sốt. Vì gã nhận ra ngọn lửa trong cột sáng đó đang dần biến mất. Người áo đen không thể được nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông. Không biết Diệp Quân đã đi tới trước mặt người áo đen từ lúc nào, trầm giọng nói, đại nhân, người này không phải là kẻ báng bổ bình thường, ta khuyên ngươi lập tức thông báo cho chúng thần điện, nói chúng thần điện phái thêm cường giả đỉnh cấp đến, đề phòng. Người áo đen quay đầu nhìn Diệp Quân, nhắc nhở, có phải ngươi đã quên ngươi cũng là một kẻ báng bổ không? Diệp Quân chính trực nói, được đại nhân dạy dỗ, ta sẵn sàng thay đổi. Người áo đen liếc nhìn Diệp Quân. Sau đó nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt của gã lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng, vì tịnh hỏa của gã đã bị đạo ấn của chủ nhân bút đại đạo áp chế. Trong ngọn lửa có chứa pháp tắc thần minh, đạo ấn của người trước mặt này lại có thể áp chế được tịnh hỏa.
khiến gã hơi khó tin. Đây không phải là một kẻ bổ báng bình thường. Chẳng bao lâu, ngọn lửa trong cột sáng đã bị trấn áp hoàn toàn, thực lực chúng thần đó được khôi phục, họ cũng không thể tin được, tất nhiên là vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, họ chưa từng nghĩ thần lực của mình lại có thể bị người khác lấy đi. Đồng thời lại cảm thấy hơi xót xa. Hóa ra thần lực đó không phải là của bản thân họ, người khác muốn lấy thì có thể lấy bất cứ lúc nào. Cho dù là thần hạo và ngôn vương, lúc này các tín niệm của cường giả cũng sụp đổ. Lúc này họ mới hiểu ra họ chỉ là nô lệ mà thôi. Vẻ mặt của ma thần bên cạnh Diệp Quân cũng hơi phức tạp, mấy ngọn lửa trước đó không nhắm vào ông ta, nhưng ông ta cũng có cảm giác đó. Không phải là sức mạnh mà mình tu luyện ra hệt như nuôi con cho người khác, có nuôi thế nào cũng uổng công vô ích. Diệp Quân không để ý tới những vị thần đang bị sốc đó, hắn dán mắt vào chủ nhân bút đại đạo, lúc này khí tức của chủ nhân bút đại đạo mạnh hơn trước rất nhiều. Ít nhất là cảnh giới gần 9 phần chân. Dĩ nhiên sức chiến đấu của ông ta cũng không thể đo bằng cảnh giới thông thường. Chủ nhân bút đại đạo bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Quân, chẳng lẽ trước đó ngươi muốn đánh với ta đó sao? Nào, đến đây. Diệp Quân lại lắc đầu, không cần thiết. Chủ nhân bút đại đạo chế giễu, sợ à? Diệp Quân cười nói, ông kích tướng cũng vô ích thôi, ta không đánh với ông. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân chằm chằm, Diệp Quân, cậu dùng ma mưu quỷ trước cho dù có thắng thì ta cũng xem thường cậu. Diệp Quân bật cười, chủ nhân bút đại đạo, mưu ma quỷ trước. Ông có xứng đáng nói ta thế à? Ta hỏi ông, trên đường đến đây ông ngươi đã dùng bao nhiêu mưu ma quỷ trước với ta? Sao nào, bây giờ người khác dùng mưu ma quỷ trước với ông không quen à? Chủ nhân bút đại đạo nhắm mắt lại, Diệp Quân, chúng ta đánh một trận quyết định thắng thua. Diệp Quân nói, ta nghĩ thật sự không cần thiết, ông vẫn nên chấp nhận sự phán quyết của thần minh đi. Nói rồi hắn lùi sang một bên. Dĩ nhiên hắn sẽ không đánh nhau với chủ nhân bút đại đạo vào lúc này, hắn không sợ ông ta nhưng với hắn, giờ đã không cần thiết nữa. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, bỗng cười nói, ta thật không ngờ cậu lại có một chiêu như vậy, thật sự ngoài dự đoán của ta, lợi dụng chúng thần điện đối phó ta, dĩ nhiên cũng trách ta, là ta sơ suất, bị cậu bắt được sơ hở. Lúc này ông ta mới hiểu sở dĩ trước đó Diệp Quân hỏi ông ta mấy câu kia, hóa ra là đang đợi ông ta sụp bẫy. Lúc đó ông ta không nghĩ nhiều thế. Tất nhiên ông ta cũng không ngờ Diệp Quân lại làm thế. Chủ nhân bút đại đạo chậm rãi quay đầu lại nhìn người áo đen, các hạ hẳn có thể nhìn ra hắn muốn lợi dụng ngươi để giết ta. Ánh mắt người áo đen rất bình tĩnh, không nói gì, đương nhiên là gã nhìn ra ý đồ của Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, như thế thì sao, các hạ không nhúng tay vào, để ta đánh với hắn, nếu hắn thua thì ta đầu hàng, nếu ta chết thì sẽ tốt cho các hạ hơn, ngươi nghĩ sao? Người áo đen lắc đầu, không được. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Người áo đen nhìn ông ta, ông muốn kéo dài thời gian, sau đó đợi bản thể đến, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo bật cười, thứ cho ta nói thẳng, ngươi vẫn không xứng để bản thể của ta đến. Người áo đen bỗng quay đầu nhìn Diệp Quân, ngươi có muốn lấy công chuộc tội không? Diệp Quân chớp mắt, không nói gì. Người áo đen nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, người này chắc chắn không phải là một kẻ báng bổ bình thường, một mình ta e là không thể đánh lại ông ta cần ngươi phối hợp đánh ông ta, lâu nhất là 15 phút nữa người của ta sẽ đến đây. Nghe thế, Diệp Quân lập tức gật đầu, được, ta đồng ý lấy công chuộc tội. Ha ha! Chủ nhân bút đại đạo bật cười, người thật ngu ngốc, người có biết người trước mặt này là ai không? Hắn đang tu luyện đạo trật tự, nếu hôm nay ngươi không đánh cho hắn đầu hàng nhận thua thì sau này hắn sẽ lật đổ ý chí thần minh của ngươi, ngươi thế mà lại muốn hợp tác với hắn. Người áo đen bình tĩnh nói, ta biết ông đang nghĩ gì, ông muốn giải quyết hắn trước, sau đó mới rảnh tay đối phó với ta. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi đang nóng lòng muốn giải quyết hắn là vì sự tồn tại của hắn hạn chế cái gì đó của ông, đúng chứ? Chủ nhân bút đại đạo híp mắt lại. Người áo đen nói, hắn đúng là kẻ báng bổ, nhưng đến bây giờ hắn vẫn còn có thể cứu, thần minh có đức tính tốt, chỉ cần hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, tại sao chúng thần điện ta không thể cho hắn một cơ hội để thay đổi chứ? Chủ nhân bút đại đạo im lặng một hồi, nói, vậy ta cũng đầu hàng, được không? Người áo đen nói, không được. Chủ nhân bút đại đạo khó hiểu, tại sao?
Người áo đen nhìn ông ta chằm chằm, vì những gì ông làm khiến ta cảm thấy khó chịu, thế nên ta đại diện cho ý chí thần minh không chấp nhận cho ông đầu hàng. Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân. Người áo đen quay đầu lại nhìn Diệp Quân, người giữ ông ta lại giúp ta giải quyết đám phản bội bên cạnh ông ta trước. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, những vị thần phản bội đó đều bị chủ nhân bút đại đạo dụ dỗ lầm đường, như thế thì sao? Đại nhân, ngài thấy thế này có được không? Chỉ cần họ tự tay giết chết chủ nhân bút đại đạo, chúng ta sẽ cho họ một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nghe thế, người áo đen cảm thấy đây là một ý kiến hay, có thể khiến đối phương chó cắn chó, lập tức gật đầu nói, ta thấy được đấy. Diệp Quân nhìn các vị thần bên cạnh chủ nhân bút đại đạo, các vị, những gì các ngươi tin tưởng chính là ý chí thần minh, mà vị đại nhân bên cạnh là ai? Hắn là người của chúng thần điện, đại diện cho ý chí thần minh, nếu các ngươi đối đầu với hắn sẽ bị coi phản bội tín ngưỡng của mình. Các ngươi có chắc chắn muốn làm thế không? Sắc mặt chúng thần đều hơi khó coi. Nếu là trước đây, họ chắc chắn sẽ không tin, nhưng sau khi trải qua tình hỏa bí ẩn vừa rồi, họ đã tin thật rồi. Bây giờ có hai con đường ở trước mặt họ, một là đi theo ý chí thần minh, giết chết chủ nhân bút đại đạo, hai là tiếp tục đi theo chủ nhân bút đại đạo. Không cần nghĩ cũng biết nên chọn cái nào. Rất nhiều thần quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, ánh mắt trở nên bất thiện. Ngôn Vương lại bật cười, đạo huynh, ta ủng hộ ngươi, ai muốn đi theo ta thì đứng sang đây, không muốn thì đi sang kia, ta không trách hắn. Mấy thần bên cạnh ông ta đều đứng về phía Ngôn Vương, không một ai thay đổi. Hạo thần cũng đi đến bên cạnh chủ nhân bút đại đạo. Thấy thế, sắc mặt người áo đen sầm xuống, to gan. Chủ nhân bút đại đạo bỗng bật cười, ý chí thần minh. Diệp Quân, cậu thực sự nghĩ cậu có thể giết ta bằng cách dựa vào chúng thần điện sao? Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Vừa dứt lời, thân xác ông ta bị thiêu đốt. Thấy thế, mí mắt Diệp Quân khẽ giật, người này chó cùng dứt dậu, muốn liều mạng rồi. Chỉ thấy chủ nhân bút đại đạo bỗng xòe tay ra, một đạo ấn bỗng bay lên trời lao thẳng vào bầu trời. Đúng lúc Diệp Quân cảm thấy khó hiểu, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, nếu ngươi chịu giúp ta, chủ nhân bút đại đạo ta đây nợ hắn một ân tình. Lặng thinh một hồi. Ầm. Tinh hà vũ trụ chấn động, sau đó từng khí tức đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ tận sâu vũ trụ, khí tức thấp nhất đều đã vượt qua cường giả thần cảnh. Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên xuyên không trung xuất hiện, mặc áo trắng, trên người tản ra khí tức vô địch đáng sợ, ông ta vừa xuất hiện, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Ngay cả người áo đen, ông ta nhìn chằm chằm người áo đen, chủ thần. Giọng nói ẩn chứa vẻ vô cùng nghiêm túc. Chẳng mấy chốc, gã cung kính chào, thuộc hạ chào đại nhân. Chủ thần là một người có địa vị cực kỳ cao trong chúng thần điện, là sự tồn tại đáng sợ có thể thiết lập thần vị. Địa vị cao hơn gã, nét mặt gã lộ ra đầy vẻ kinh ngạc, làm sao chủ nhân bút đại đạo này lại biết chủ thần nhỉ? Toang rồi. Mình toang thật rồi. Người áo đen biết mình đã chọc phải người không nên chọc, cuộc đời đến đây là hết rồi. Diệp Quân bỗng tức giận chỉ vào chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo, lúc đầu cha ta vốn đã quy định, nếu ta không gọi người thì ông không được gọi các mối quan hệ cũ của ông. Bây giờ ông muốn phá bỏ điều đã hứa sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta vi phạm thỏa thuận sao? Ta đều không quen những người sẵn lòng đến giúp ta này, họ chỉ là sẵn sàng tin tưởng chủ nhân bút đại đạo ta, cho nên mới tới giúp ta, nếu cậu không vui thì cậu cũng có thể như thế. Tất nhiên, nếu cậu không dựa vào người nhà của cậu, chắc sẽ không ai giúp cậu, đúng chứ? Ha ha! Diệp Quân bật cười, được, ông muốn thế, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói, ông đây muốn thế đấy, dù sao ta cũng không phá thỏa thuận, chỉ cần cậu không gọi người nhà thì cậu có thể làm những gì cậu muốn. Diệp Quân bỗng ngẩng đầu lên nhìn tận sâu bầu trời, hắn cung kính chào, Tiêu Dao tiền bối, mong đại bá giúp con. Hắn vừa dứt lời, một tiếng kiếm kêu vang vọng, sau đó một kiếm tu mặc đồ trắng đi đến. Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo tức giận nói. Ngươi làm thế chẳng phải phá vỡ thỏa thuận sao? Diệp Quân nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, Tiêu Dao tiền bối không phải họ Dương, cũng không phải họ Diệp, không có quan hệ huyết thống với ta, ông ấy có thể được xem là ta thân thích sao?
Chủ nhân bút đại đạo. Chủ thần ở một bên bỗng nói, chỉ là một kiếm tu thôi, không sao, đạo huynh, ta giết người này thay huynh. Chủ thần vừa dứt lời, kiếm tu áo trắng chậm chậm quay lại nhìn gã một hồi rồi lắc đầu, người yếu quá. Yếu? Các thần nghe mà trố mắt. Dám lớn lối vậy à? Chủ thần liếc mắt, ta đã từng gặp mấy tên kiếm tu mạnh miệng hơn ngươi rồi, kết quả đều bị ta bóp nát, ngươi cũng không phải ngoại lệ. Kiếm tu áo trắng mỉm cười, được vậy thì tốt quá. Mọi người! Kiếm tu áo trắng khẽ nói, ngươi sẽ không bao giờ lĩnh hội được cảm giác muốn chết mà không ai giết được mình. Sự cô đơn ấy, kẻ yếu như ngươi không biết được. Mọi người trừng mắt nhìn như hóa đá. Diệp Quân cũng không khác gì. Vị đại bá này mở miệng ra là biết cách làm tổn thương người khác ghê. Chủ thần cười to, thú vị đấy. Lần đầu tiên ta gặp một kẻ muốn chết mà không được. Gã vươn tay, chỉ với một động tác mà khiến nhịp tim mọi người ngừng đập. Tông Tín trong đầu Diệp Quân nói, lĩnh vực của thần. Đợi đã. Bỗng chủ nhân bút đại đạo bước ra. Chủ thần quay lại, chỉ thấy chủ nhân bút đại đạo nói với kiếm tu áo trắng, Tiêu Dao kiếm tu, đừng nhúng tay vào việc này. Chủ thần không biết thì thôi, chứ ông ta thì biết người này lợi hại thế nào. Tiêu Dao kiếm tu cười cười, ta cũng không muốn, nhưng hắn đã mở miệng, ta không thể từ chối. Chủ nhân bút đại đạo, vì sao không? Tiêu Dao kiếm tu suy nghĩ một hồi, vì ta quen hắn, lại không quen ngươi. Chủ nhân bút đại đạo. Tiêu Dao kiếm tu cười nói với Diệp Quân, thật ra cậu không cần để ý mấy lời của ông nội với cha cậu đâu. Sống trên đời là vì chính mình, không phải vì người khác, không có gì quan trọng hơn sống vì mình cả. Diệp Quân im lặng. Tiêu Dao kiếm tu bỗng vươn tay. Diệp Quân mở to mắt khi thấy trái tim mình phá ngực mà ra, rơi vào tay ông ấy. Ông ngắm nó một hồi, hỏi, thấy nó không tiểu tử? Diệp Quân không hiểu lắm. Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười, trong lòng cậu có vô số ràng buộc, mỗi cái đều là một suy nghĩ vớ vẩn ảnh hưởng đến kiếm đạo của cậu. Thoạt nhìn thì cậu đã dung hợp vạn đạo, nhưng cái nào cũng đầy tạp chất mà không tinh thuần, đã vậy còn khiến tâm cảnh rối loạn. Diệp Quân ngơ ngẩn, con đi sai đường rồi sao? Tiêu Dao kiếm tu, sai không phải đường, mà là ý niệm của cậu. Cậu nghĩ quá nhiều, nghĩ vớ vẩn cũng quá nhiều. Đã vậy chúng còn không phải những suy nghĩ thật nhất trong lòng cậu. Tiểu tử à, ý kiến của người khác thì có quan trọng gì đâu. Ông ấy thoáng dừng lại, đại đa số người đều không thể trở thành kiểu người mình muốn, mà thành kiểu người mình phải trở thành. Ta thấy trách nhiệm chính là gông cùm lớn nhất trên thế gian này. Diệp Quân thì thầm, một con chân thật sao? Tiêu Dao kiếm tu gật đầu, ông nội cậu tuy cực đoan nhưng tính tình dứt khoát. Biết mình phải làm gì nên đã đi đến được cuối cùng. Cha cậu cũng nghĩ nhiều nhưng ban đầu bị ngoại giới ảnh hưởng, mãi về sau mới biết mình muốn gì. Làm người phải tìm được bản thân thật của mình và sống vì chính nó. Ông ấy vươn tay trả lại trái tim vào cơ thể Diệp Quân. Tiêu Dao kiếm tu lại nói với chủ nhân bút đại đạo, ta không muốn tham gia vào tranh đấu giữa ngươi và tiểu tử này, nhưng thứ cho ta nói thẳng, hai ngươi chẳng khác gì trẻ con đánh nhau. Cho dù ai thắng cũng là vô nghĩa. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo khó coi đi hẳn. Tiêu Dao kiếm tu, ngươi sợ hắn trỗi dậy, ảnh hưởng đến đạo thống của mình. Nhưng ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, một đạo thống tốt đẹp, một trật tự chân chính sẽ không sợ con dân của mình, bằng không nó sẽ tự đặt ra vô số giới hạn từ ngôn luận đến tư tưởng. Ông ấy lắc đầu, ta thấy ngươi nên xét lại mình trước khi chăm chăm vào tiểu tử này. Dù sao thì hiện giờ suy nghĩ của hắn vẫn rất tốt. Chủ nhân bút đại đạo, đây là suy nghĩ thật lòng của ngươi. Tiêu Dao kiếm tu mỉm cười, có 7 phần tình cảm. Chủ nhân bút đại đạo, 3 phần còn lại thì sao? Tiêu Dao kiếm tu không nói. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một hồi rồi nói, ngươi đã muốn nhúng tay thì ta cũng không cản được. Nhưng vẫn không cam tâm. Tiêu Dao kiếm tu. Không phục thì ra tay đi, nhưng khi đó ta sẽ không nương tay mà chém bản thể của ngươi. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo tối sầm. Trong tam kiếm, ông ta ngại nhất là người này chứ không phải Dương Diệp hay người váy trắng. Tiêu Dao kiếm tu vô thân vô cố, không màng danh vọng địa vị, không có xiềng xích trách nhiệm, nên đã nói giết là sẽ giết. Chủ nhân bút đại đạo, vậy
vậy hôm nay tính thế nào? Cầu hòa thôi chứ làm sao? Hết cách rồi. Đại lão đã xuất hiện thì cũng không còn đường nào khác. Tiêu Dao Kiếm Tu suy ngẫm một hồi, mấy kẻ ngươi gọi đến đây, ta giết hết, để ngươi đi. Xem như hòa nhau, thế nào? Chủ nhân bút đại đạo cả giận, ngươi thấy thế là công bằng à? Tiêu Dao Kiếm Tu cười, ngươi vận dụng nhân mạch từ trước, công bằng sao? Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, hắn thì không chắc. Nhân mạch của hắn không phải là ngươi sao? Tiêu Dao Kiếm Tu chỉ nói, ta không hỏi ý ngươi. Ha ha! Chủ thần cười to, nực cười. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Tiêu Dao Kiếm Tu rút kiếm. Tốc độ không nhanh, ai cũng nhìn thấy, cũng chẳng có gì khác thường, đến kiếm ý còn không có. Chủ thần xem thường ra mặt, vươn tay định tấn công, nào ngờ chưa kịp phản ứng thì kiếm đã đâm xuyên trán làm mắt gã trợn tròn. Duyên! Gã bị giết trong một chiêu. Cảm giác thần lực bị xé nát khiến gã không thể tin được. Sao lại thế được? Đó là suy nghĩ đầu tiên của gã. Mấy cường giả khác cũng hóa đá. Chủ nhân bút đại đạo sắm mặt, Tiêu Dao Kiếm Tu. Tiêu Dao Kiếm Tu khép tay lại, gọi một tia kiếm quang ra rồi chém hết mấy cường giả đứng sau chủ nhân bút đại đạo, không cho ai phản ứng. Tất cả chết hết. Hạo Thần và Ngôn Vương đến chết vẫn còn ngây người, không tin được mình còn không thể phản kháng. Mắt ai nấy đều trợn tròn, không dám tin trên đời có người mạnh như vậy. Bên phe Diệp Quân mở to mắt. Đặc biệt là người áo đen. Sức mạnh kiếm tu áo trắng này hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của y. Cổ bàn hoàn hồn rồi thì kích động vô cùng. Lửa giận trong mắt chủ nhân bút đại đạo như muốn phun trào, người còn có biết đạo lý không vậy? Ta đã chịu hòa rồi mà. Tiêu Dao Kiếm Tu, kiếm của ta là đạo lý. Chủ nhân bút đại đạo. Tiêu Dao Kiếm Tu cười, ngươi nên cảm ơn tiểu tử này mới phải, có cậu ta nên ta, lão đệ, Dương huynh và cô nương kia mới có kiên nhẫn với ngươi như vậy, bằng không thì đã chẳng quan tâm rồi. Nói tóm lại, chúng ta cho phép ngươi tranh đại đạo với cậu ta, nhưng không cho phép ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi nên hiểu điều này. Chủ nhân bút đại đạo bật cười, ta biết ba người các ngươi có mục đích gì. Nhưng ngươi đã nói trong lòng hắn có ràng buộc, vẫn còn cách cảnh giới mà ngươi nói xa lắm. Ngươi nghĩ hắn đi tới được à? Tiêu Dao Kiếm Tu, thì liên quan gì đến ngươi? Chủ nhân bút đại đạo nổi khùng. Tiêu Dao Kiếm Tu, trong vòng trăm năm tới, chớ có đụng vào cậu ta, sau đó thì tùy ngươi. Chủ nhân bút đại đạo chỉ nói, ra là thế. Rồi biến mất. Tiêu Dao Kiếm Tu quay sang nói với Diệp Quân, ta và cha cậu gọi nhau là huynh đệ nên cậu xem như cháu ta. Nói thật lòng thì cả đời này ta chỉ tập trung vào kiếm đạo, những thứ khác không quan trọng, nhưng ông nội và cha cậu là bạn của ta, còn cậu. Diệp Quân thi lễ, đại bá cả đời đều là bác của con. Tiêu Dao Kiếm Tu cười, sự thật mất lòng, ta nói mấy lời như vậy không phải về cách làm người mà là về kiếm đạo của cậu. Nếu cậu đã lựa chọn làm kiếm tu, tu vô địch kiếm ý thì phải chú trọng vào hai chữ, vô địch. Đại bá nói thẳng, cậu bây giờ chẳng có chút gì gọi là vô địch cả. Diệp Quân nín thinh. Tiêu Dao Kiếm Tu, đại bá thật sự khâm phục chỉ có cô nương váy trắng thôi, đến ông nội cậu cũng còn kém một xíu. Có biết vì sao không? Diệp Quân nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt ông ấy như đang nhớ lại chuyện xưa. Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn Diệp Quân đang vô cùng tò mò ở bên cạnh, mỉm cười nói. Vô địch là một nỗi lòng, một loại đạo, một loại tinh thần chỉ có thể ngộ chứ không thể học. Diệp Quân do dự một chút, đại bá, nếu muốn vô địch thì trước tiên phải có thực lực vô địch đã đúng không? Tiêu Dao Kiếm Tu lắc đầu, cậu sai rồi. Diệp Quân vô cùng nghi hoặc. Tiêu Dao Kiếm Tu mỉm cười nói, nếu đã có thực lực vô địch rồi thì ai chẳng xưng bá được, khi nào một người không có thực lực mạnh mẽ nhưng lại có một tấm lòng vô địch. Một tinh thần vô địch thì đó mới là chuyện khó. Diệp Quân im lặng một lúc, hắn bỗng nhìn Tiêu Dao Kiếm Tu, ý của đại bá là. Ví dụ như người học văn tay trói gà không chặt, nhưng họ lại có thể viết ra đạo lý lấy đất trời nặn hình trái tim, lấy chúng sinh tạo mệnh, tiếp nối tuyệt học của muôn đời thánh hiền, từ đó dựng nên thái bình vạn thế. Đó là một loại vô địch, hay làm vua trấn giữ biên cương, chết vì dân chúng, đó cũng là một loại vô địch. Cũng ví như có những người từ bỏ danh lại,
cống hiến sức mình cho quê hương, yên lặng vô danh cả đời, nhưng thật ra là nhân tài kiệt xuất. Đó cũng là một loại vô địch đúng không? Tiêu Dao Kiếm Tu gật gật đầu, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng. Diệp Quân nở nụ cười, con hiểu rồi, con hiểu rồi. Vô địch không chỉ riêng mỗi thực lực, mà còn là trái tim, còn là tinh thần. Cho dù là một nhân vật nhỏ bé bình thường không thể bình thường hơn, bọn họ cũng có thể có được loại tinh thần đó. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, cậu tiếp xúc với các bậc cha chú từ sớm cũng có lợi mà cũng có hại, lợi chính là họ có thể cho cậu thấy thế giới này lớn bao nhiêu, nhưng hại là trong mắt cậu chỉ có bọn họ, ví như chỉ thấy được vô địch ý ở trên người bọn họ. Cậu chỉ thấy mỗi vô địch ý cùng sự tiêu sái của bọn họ, nhưng chưa từng thấy được những khó khăn khốn khổ họ từng trải qua. Chuyện này ảnh hưởng rất xấu đến kiếm đạo của cậu. Diệp Quân hành lễ một cái thật sâu, đại bá, con đã hiểu rồi. Cổ Bàn ở bên bóng cũng hành lễ cung kính, con cũng đã hiểu. Diệp Quân. Tiêu Dao Tử quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn, Cổ Bàn nghiêm túc nói, con và Diệp huynh đã gọi nhau là huynh đệ, đại bá của huynh ấy tất nhiên cũng là đại bá của con. Tiêu Dao Tử bật cười, cậu cũng rất tốt, dù thực lực còn yếu nhưng tinh thần cũng thuộc dạng hiếm thấy. Cổ Bàn vội hỏi, tiền bối không xem con là mãng phu là quá tốt rồi. Tiêu Dao Tử mỉm cười nói, mãng phu thì có gì xấu đâu. Từ xưa đến nay, phàm là người làm việc lớn ai mà không hung hãn. Nói rồi, ông ấy lại nhìn Diệp Quân, năm xưa ông nội của thằng nhóc này còn hung hăng hơn cả cậu, ha ha. Ông nội. Diệp Quân cũng cười rộ lên, thật ra hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút, muốn biết được ông nội tuổi trẻ trông như thế nào. Bây giờ hắn thấy ông nội đã bớt đi sự sắc bén, làm việc gì cũng trầm ổn hòa nhã, hắn không thể tưởng tượng ra được sự điên cuồng và hung hãn của ông. Tiêu Dao Kiếm Tu đột nhiên xòe tay ra, chiếc quan tài băng trong cơ thể Diệp Quân lập tức xuất hiện trước mặt ông ấy. Diệp Quân hơi nghi hoặc. Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn cô gái trong quan tài băng, ông ấy nhìn về phía Diệp Quân, thôi, đây là nhân quả của cậu, ta cũng không tiện nhúng tay vào nhiều, cậu tự chơi đi. Diệp Quân vội nói, đại bá, bác cứ nhúng tay thoải mái. Tiêu Dao Kiếm Tu cười hỏi, sao cậu có chiếc quan tài này? Diệp Quân kể tóm tắt lại chuyện của mình ở nước cổ thần một lần. Tiêu Dao Kiếm Tu im lặng một lát rồi nói, cuộc tranh giành đại đạo. Cô gái bên trong quan tài, nhân quả cái nào cũng lớn hơn cả chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân do dự một lúc rồi cười khổ, đành chịu thôi. Cho dù nhân quả có lớn hơn cả chủ nhân bút đại đạo thì con cũng phải nhận, dù sao con cũng đã đồng ý với người khác rồi. Tiêu Dao Kiếm Tu gật đầu, trong mắt là một tia tán thưởng, nếu cậu có suy nghĩ trốn tránh trách nhiệm, giờ nhân quả đi, vậy nói không chừng ta sẽ đánh cậu một trận. Diệp Quân có hơi xấu hổ, vốn hắn đã nghĩ muốn rời nhân quả này qua cho đại bác. May mà chưa nói ra. Tiêu Dao Kiếm Tu nhìn cô gái ở bên trong quan tài. Cậu có biết tại sao cô ta lại rơi vào trạng thái ngủ say? Diệp Quân lắc đầu. Tiêu Dao Kiếm Tu suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, nếu đã có duyên gặp mặt, thì giúp cậu một tay vậy. Nghe thế, Diệp Quân vui mừng khôn xiết. Tiêu Dao Kiếm Tu khẽ búng tay, một luồng kiếm quang lập tức chui vào giữa hàng mày của cô gái, chỉ trong chớp mắt, giữa hàng mày của cô gái kia chợt như có thứ gì đó bị chém nát. Tiêu Dao Kiếm Tu lui về sau một bước. Diệp Quân thì lại tò mò nhìn chằm chằm cô gái bên trong quan tài. Lúc này cô gái chậm rãi mở mắt ra, khi thấy Diệp Quân thì cô có hơi ngạc nhiên, ngươi là ai? Giọng nói của cô lanh lảnh, rất hay. Diệp Quân mỉm cười nói, cô nương, ta tên Diệp Quân, người cứu cô là đại bá của ta. Cô gái chậm rãi ngồi dậy, cô ta nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Dao Kiếm Tu, cô ta ngạc nhiên thốt lên. Quả là một kiếm tu mạnh mẽ. Tiêu Dao Kiếm Tu bật cười, cô cũng vậy. Rồi quay sang nói với Diệp Quân, tiểu tử, nhớ bảo trọng. Sau đó ông ngự kiếm biến mất. Thấy Tiêu Dao Kiếm Tu đi rồi, Diệp Quân lại hỏi cô gái, cô nương. Cô có biết cô là ai không? Cô gái nhoẻn cười, đương nhiên là biết chứ, ta là chủ. Bỗng cô ta dừng lại, nhíu mày hồi lâu mới nói, ta nhớ rồi. Tên thật của ta là Tang Mi. Diệp Quân lại hỏi, cô từ đâu đến? Tang Mi, Dinh Thự, Thần Châu. Diệp Quân bày ra vẻ khó hiểu.
Tang Mi cười, người chưa nghe qua cũng đúng, tại vì nơi đó ở rất rất xa nơi này, gần như không ai biết cả. Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi, cô bôn ba bên ngoài lâu như vậy, chắc là nhớ nhà lắm. Cô gái lắc đầu nguầy nguậy, không hề, một chút cũng không. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Tang Mi thở dài, cãi nhau với người nhà ấy mà. Diệp Quân chần chừ, cãi nhau, có to lắm không? Tang Mi gật gật, to đùng. Diệp Quân rơi vào im lặng. Tang Mi bỗng mở to mắt, ngươi sợ ta làm liên lụy đến ngươi à? Diệp Quân vội chữa, nào có, ta và cô không quen không biết, cô cãi nhau với người nhà kiểu gì cũng không liên quan tới ta được, đúng không? Tang Mi nhoẻn cười, chính xác là thế đó. Diệp Quân. Hắn lại nói, cô nương có kế hoạch gì tiếp theo? Tang Mi chớp mắt, ta, tạm đi theo ngươi được không? Diệp Quân im luôn. Tang Mi cười cười, không được thì thôi vậy. Diệp Quân đáp, ta đã hứa với tiền bối cổ đạo thiên, cô có thể theo ta cho đến khi cô tự chọn rời đi. Cuối cùng hắn vẫn quyết định không lật lọng. Bởi vì đã được nước cổ thần giúp đỡ, vậy thì cũng phải hoàn thành lời hứa với họ. Làm người phải biết cư xử vẹn toàn, bằng không phẩm giá nay thiếu một chỗ mai mẻ một góc, sớm muộn gì cũng rách nát. Tang Mi nghe vậy thì vui vẻ ra mặt, cảm ơn nhé, kiếm tu trẻ tuổi. Diệp Quân, tên ta là Diệp Quân. Tang Mi vẫn cười, kiếm tu trẻ tuổi. Diệp Quân. Bỗng, cổ bàn lên tiếng, Diệp huynh, ta phải đi rồi. Diệp Quân quay sang, nghe gã nói, nay ta tu đạo đại thành, đã đến lúc giải thoát cho bản thể. Diệp Quân, nhưng huynh phá phong ấn được không? Cần ta giúp chứ? Cổ bàn bật cười, cái phong ấn đó ta búng tay một cái là xong, không phải phiền huynh. Diệp Quân gật đầu, thế thì tốt. Cổ bàn, sau này gặp lại. Diệp Quân, khoan đã. Rồi đưa một chiếc nhẫn sang, trước đó đã giao hẹn, một nửa bảo vật nước cổ thần thuộc về huynh. Cổ bàn lại bất ngờ, không nghĩ tới Diệp Quân lại sẵn sàng chia cho gã vô số đế khí như vậy. Diệp Quân chỉ cười, huynh xứng đáng có mà. Cổ bàn cũng không từ chối, đoạn hào phóng nói, vị cô nương này nhìn là biết lai lịch bất phàm, huynh cứ yên tâm, nhân quả nào do cô ta mang tới, cổ bàn ta sẽ chịu một nửa. Cái gì chứ đánh nhau thì ta mạnh nhất. Diệp Quân hô lên, tốt quá. Ta đang chờ mấy lời này của huynh đây. Cổ bàn cười ha hả rồi xoay người biến mất. Diệp Quân cũng cảm thấy hồi hộp. Cổ bàn bây giờ chỉ là phân thân mà đã mạnh đến vậy. Không biết bản thể sau này sẽ còn đến mức nào. Hắn nghĩ một hồi rồi đi thu hết nhẫn của mấy cường giả thần cảnh bị giết, rồi lại nhìn thấy tên áo đen sắc mặt khó chịu cùng cực bên kia. Y biết y không phải đối thủ của kiếm tu trẻ này. Nhưng hắn lại còn là người tiết độc. Rốt cuộc khiến y không biết phải làm sao cho phải. Diệp Quân cười gọi, tiền bối. Đối phương vội nói, ta là quan tư mệnh, tên Nam Tiêu. Công tử gọi ta tiểu nam là được. Diệp Quân, vậy Nam huynh, ngươi xem chuyện thế này. Phải làm sao bây giờ? Nam Tiêu im lặng một hồi mới hỏi, huynh đang nói chuyện gì? Diệp Quân, chuyện ta là tiết độc. Nam Tiêu nói ngay, ta chẳng thấy cái gì cả. Diệp Quân. Nam Tiêu lại nói, Diệp huynh có nói. Huynh muốn thay đổi, lời này là thật chăng? Diệp Quân nhìn sang. Nghe Nam Tiêu hạ giọng nói, ta thấy ngươi ở chung với mấy người tiết độc còn lại sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Mà ngươi lại là người tốt, nếu không có ý xấu thì có thể gia nhập chúng thần điện. Y bất chợt trở nên kích động. Nếu có thể kéo người này vào thì tuyệt đối là chuyện tốt, vì khi ấy y sẽ có thêm một đồng minh hùng mạnh, có lợi cho việc cạnh tranh chức chủ thần quan. Hơn nữa lại còn có lợi cho bản thân chúng thần điện. Lợi mình, lợi cho cả tập thể. Diệp Quân, nhưng ta là người tiết độc. Nam Tiêu khoát tay, nó cũng chỉ là một thân phận mà thôi, còn thiện hay ác đều phải dựa vào phán quyết của chúng ta. Chúng ta cai quản âm thanh của vũ trụ này, nói người thiện thì người có ác cũng thành thiện, nói người ác thì người thiện đến đâu cũng sẽ là ác. Diệp Quân, gia nhập vào chúng thần điện. Diệp Quân im lặng không nói. Hắn chưa từng nghĩ, vì lựa chọn ban đầu của hắn là dị vực. Nhưng nghĩ lại cũng không phải không được. Với hiện tại,
chúng thần điện chắc chắn là một bá chủ siêu cấp. Nếu bây giờ đối đầu với bên đó quả thật không thức thời. Nghĩ đến đây, Diệp Quân nhìn Nam Tiêu, có được không? Thấy Diệp Quân có suy nghĩ, Nam Tiêu vội nói, được chứ, để ta giới thiệu, không có vấn đề gì cả. Diệp Quân suy ngẫm, sau đó nói, được. Nam Tiêu mừng rỡ, có người trước mặt gia nhập thì là chuyện tốt đáng ăn mừng với y. Diệp Quân cười nói, nhưng bây giờ ta vẫn còn vài chuyện phải xử lý. Nam Tiêu nói, không sao, ta đợi ngươi. Nói rồi y xòe lòng bàn tay ra, một lá bùa xuất hiện trước mặt Diệp Quân, Diệp công tử, ngươi xử lý xong việc này hãy nghiền nát lá bùa này, ta sẽ đến đón ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Nam Tiêu nói, tạm biệt. Nói rồi y biến mất khỏi đó. Diệp Quân quay đầu nhìn ma thần ở một bên, ma thần lắc đầu khẽ cười, phải nói là mọi chuyện xảy ra từ trước đến giờ với ông ta đều giống như một giấc mộng. Đám cường giả Ngôn Vương, thế mà bị giết trong tích tắc. Là bị giết trong tích tắc. Chuyện này nói ra ai mà tin cho được. Bản thân ông ta cũng không ngờ mình lại sống đến cuối cùng. Cho dù là đám thần bị nhốt ở đây trước đó hay đám thần mà Ngôn Vương dẫn đến cũng đều bị giết. Diệp Quân nhìn ma thần, cười nói, tiếp theo tiền bối định làm gì? Ma thần ngẫm nghĩ, sau đó nói, muốn về điểm giao hư chân xem thử. Diệp Quân gật đầu, được. Ma thần nói, anh bạn Diệp, có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi ông ta quay người đi, sau đó biến mất ở tận cuối tinh hà. Ở đó chỉ còn lại Diệp Quân, một nhóm cường giả nước cổ thần và Tang Mi, Diệp Quân quay lại nhìn các cường giả nước cổ thần, các ngươi có dự định gì không? Ông lão áo trắng im lặng một lúc rồi nói, bọn ta muốn ở lại đây. Diệp Quân nói, nơi này đã. Ông lão áo trắng cười nói, bọn ta biết nhưng nơi này là nhà của bọn ta, thế nên bọn ta muốn ở lại đây. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, ta tôn trọng quyết định của các ông. Nói rồi hắn lấy một lá bùa ra đưa cho ông lão áo trắng, sau này nếu có cần gì thì nghiền nát lá bùa này. Ông lão áo trắng cũng không từ chối, nhận lấy lá bùa, cảm ơn. Diệp Quân mỉm cười nói, tiền bối, tạm biệt. Nói rồi hắn dần Tang Mi biến mất ở đằng xa. Sau khi Diệp Quân rời đi, ông lão áo trắng nhìn xung quanh, nhìn cổ thần đô tàn tích khắp nơi, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp. Nước cổ thần. Từ bây giờ sẽ biến mất khỏi dòng thời gian lịch sử. Chấm. Diệp Quân dẫn Tang Mi về lại thiên vực, hắn vẫn chưa quên còn chưa giải quyết chuyện ở đây. Bây giờ thiên vực vẫn đang đối đầu với các cường giả đế quốc. Hai bên đều đang đợi, đợi trận chiến giữa Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo kết thúc. Tiên tổ của vũ tộc đứng trên bầu trời, híp mắt lại, Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đã biến mất một thời gian, trong thời gian này, họ cũng cử người đi kiểm tra nhưng không tìm thấy gì. Hai người cứ như biến mất tăm. Nhưng ông ta vẫn có niềm tin vào chủ nhân bút đại đạo. Ông ta không nghĩ rằng một người có kinh nghiệm và xảo quyệt như chủ nhân bút đại đạo lại thua một chàng trai trẻ. Các cường giả vũ tộc và cường giả đế quốc bên cạnh ông ta cũng cảm thấy thấp thỏm, vì họ biết rất rõ, một khi chủ nhân bút đại đạo thua có nghĩa là gì. Họ đều đã đặt cược vận mệnh gia tộc và quốc gia vào đó. Ở đằng xa, lúc này lão tổ nhà họ Thiên và một nhóm cường giả nhà họ Thiên cũng đang lo lắng. Họ cũng hiểu nếu Diệp Quân thua sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với nhà họ Thiên. Hai bên đều không thể thua. Thế nhưng lúc này họ không làm được gì cả, chỉ có thể âm thầm đợi. Lão tổ vũ tộc bỗng cười nói, lão tổ nhà họ Thiên, ông còn đang hoang tưởng à? Lão tổ nhà họ Thiên nhìn lão tổ vũ tộc, bình tĩnh nói, ông chắc chắn Diệp công tử sẽ thua thế sao? Lão tổ vũ tộc nói, ta tin vào trực giác của ta. Trực giác của ta trước giờ vẫn luôn rất chính xác. Lão tổ nhà họ Thiên bật cười, vậy chúng ta chống mắt lên mà xem. Lão tổ vũ tộc cười nhạo, đang định nói gì đó thì ngay lúc này có người bỗng nói, các ngươi nhìn kìa. Nghe thế mọi người đều nhìn sang, chỉ thấy một tia kiếm quang bay đến từ tận cuối chân trời. Nhìn thấy tia kiếm quang đó, mọi người đều sửng sốt, chẳng mấy chốc tất cả cường giả bên nhà họ Thiên đều mừng rỡ. Vì người quay về là Diệp Quân. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, sắc mặt tiên tổ vũ tộc và các cường giả vũ tộc đều trở nên trắng bệch.
Thôi tiêu rồi. Cường giả đế quốc và vũ tộc mặt xám như cho. Sau khi xuất hiện, Diệp Quân quay đầu sang nhìn cường giả đế quốc và vũ tộc. Lão tổ vũ tộc nhìn Diệp Quân chằm chằm. Diệp Quân, ta không ngờ ngươi có thể sống sót trở về, thế chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân xua tay, ta không có hứng thú nhiều lời với ông, có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Lão tổ vũ tộc bật cười, đầu hàng. Diệp Quân, ngươi xem thường vũ tộc ta quá rồi. Vũ tộc ta thà chết đứng chứ tuyệt đối không. Câm miệng. Một giọng nói tức giận bỗng vang lên. Người nói chính là tộc trưởng vũ tộc. Mọi người đều sửng sốt. Chỉ thấy tộc trưởng vũ tộc và một nhóm cường giả vũ tộc bước ra, tộc trưởng vũ tộc dẫn mọi người cung kính cúi đầu chào Diệp Quân, Diệp công tử, vũ tộc đầu hàng. Hỗn láo. Tiên tổ vũ tộc nổi giận, nhiệt tử ngươi dám làm trái lời ta, ngươi. Tộc trưởng vũ tộc lạnh lùng nói, nếu lão tổ thật lòng nghĩ cho vũ tộc chúng ta, con cháu vũ tộc sẽ kính trọng ông, nhưng nếu lão tổ không quan tâm đến sự sống chết của con cháu thì bọn ta cũng. Không cần tổ tông như vậy cũng được. Không cần cũng được. Hay, hay lắm. Tiên tổ vũ tộc tức đến mức bật cười, đúng là hay thật, không ngờ hậu duệ của vũ tộc thế mà lại có một tên nhiệt tử như ngươi, ngươi. Tộc trưởng vũ tộc bỗng lấy một cuốn da phả dày ra, ông ta lấy bút gạch một đường lên cái tên đứng đầu trong da phả dưới ánh mắt đầy khó hiểu của mọi người, sau đó nhìn lão tổ vũ tộc, kể từ giờ phút này, ông không còn là người của vũ tộc nữa. Những việc ông làm cũng không còn đại diện cho vũ tộc, không liên quan gì đến vũ tộc. Trục xuất ra khỏi gia phả. Mọi người ở đó đều ngạc nhiên đến ngây người. Vì mọi người chưa từng nghĩ tộc trưởng sẽ đuổi thành viên ra khỏi gia phả. Đây đã không phải nổi loạn nghịch thiên nữa rồi. Đây là phản lại tổ tiên. Vũ tộc đó cũng sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc ông ta bỗng bật cười. Hay, hay lắm, người đúng là có tiền đồ, ngươi. Tộc trưởng vũ tộc nhìn lão tổ vũ tộc chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ kiên định, mời lão tổ quy thiên, đừng để người khác hiểu lầm vũ tộc. Nói rồi ông ta và các cường giả vũ tộc đồng loạt ra tay. Giết lão tổ. Thấy các cường giả vũ tộc ra tay, không chỉ các cường giả nhà họ Thiên mà ngay cả cường giả đế quốc cũng ngạc nhiên đến sửng sốt. Đây là sao thế? Nhưng chẳng mấy chốc họ cũng có thể hiểu. Thật ra đế quốc và vũ tộc đã thua ở trận chiến này rồi. Nếu Diệp Quân không cho phép đầu hàng, dĩ nhiên họ muốn liều mạng, nhưng vấn đề là Diệp Quân lại cho phép đầu hàng. Nếu đã được đầu hàng thì tại sao lại phải hại vũ tộc bị tiêu diệt chỉ vì cá nhân lão tổ? Phải biết vũ tộc là một thế lực lớn, hơn nữa các chi và các hệ có đến hàng trăm vạn thành viên, phía dưới còn có rất nhiều thế lực dựa vào họ, nếu Diệp Quân tàn sát cả gia tộc thật thì sẽ có hàng trăm triệu chúng sinh phải chết. Thế nên kết luận là, lão tổ phải chết. Tiên tổ vũ tộc thấy con cháu của mình bao vây tấn công mình thì tức đến mức suýt ngất. Vũ tộc một tay mình lập ra, bây giờ đám con cháu thế hệ sau lại không nhận mình. Quả thật là sự sỉ nhục. Dĩ nhiên ông ta không cảm thấy nhục nhã quá lâu, không lâu sau linh hồn ông ta bắt đầu tan biến trong sự bao vây tấn công của các cường giả vũ tộc. Lúc đánh với lão tổ nhà họ Thiên, ông ta đã bị tiêu hao gần hết sức mạnh. Hơn nữa lại là linh hồn thể, bây giờ lại bị chính người trong tộc mình hội đồng nên không thể chống đỡ được lâu. Thế là lão tổ vũ tộc biến mất hoàn toàn dưới ánh mắt của mọi người. Tộc trưởng vũ tộc dẫn người trong tộc xoay người đi đến trước mặt Diệp Quân, ông ta và mọi người quỳ xuống, Diệp công tử, vũ tộc ta đồng ý đầu hàng. Diệp Quân nhìn tộc trưởng vũ tộc trước mặt, một lúc sau nói, được. Tộc trưởng vũ tộc cung kính cúi người chào. Diệp Quân nhìn các cường giả đế quốc còn sót lại, lúc này các cường giả đế quốc đó đã như rắn mất đầu, đối mặt với Diệp Quân vừa trở về, họ không có ý định phản kháng, lập tức tỏ ý muốn đầu hàng. Đế quốc đầu hàng thì đế vực cũng sẽ nằm trong sự kiểm soát của hắn. Cả đế vực rộng lớn vô cùng. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn vẫn chưa quên sức mạnh tín ngưỡng mà bây giờ hắn có là sức mạnh tín ngưỡng nhà họ Thiên đơn thuần. Hắn còn chưa giải trừ phong ấn sức mạnh tín ngưỡng bên vũ trụ quan huyên. Nếu giải trừ phong ấn thì bây giờ thực lực của hắn chắc chắn đã vượt qua cường giả thần cảnh bình thường. Hơn nữa còn có bên toại cổ kim, hắn vẫn chưa biết bây giờ thư viện bên đó phát triển thế nào rồi, nhưng hắn tin tưởng toại cổ kim. Nói cách khác, tất cả sức mạnh tín ngưỡng cộng lại,
thực lực hiện tại của hắn chắc chắn mạnh hơn các thần như Hạo Thần trước đó, chỉ là không biết mạnh bao nhiêu. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, xoay người lại nhìn các cường giả nhà họ Thiên, hắn xòe lòng bàn tay ra rồi giải từng tia sáng ở trước mặt những cường giả nhà họ Thiên. Thiên Liên dẫn đầu và đại trưởng lão Thiên Diêm sửng sốt. Diệp Quân nhìn hai người, cười nói, hai cái này đều là đế khí, thần vật siêu cấp vượt xa nền văn minh này. Còn những người trong tộc ở phía sau các ngươi, những gì họ lấy được đều là tiên khí. Lúc này cả nhà họ Thiên đều nhốn nháo. Tiên tổ nhà họ Thiên cũng nở nụ cười thật tươi, ông ta biết nhà họ Thiên đã đánh cược đúng. Lúc này nhà họ Thiên sẽ phất lên. Chấm. Phân thân của Cổ Bàn quay về nơi bản thân bị phong ấn, vẻ mặt gã tràn đầy tự tin, với sức mạnh hiện tại của gã, việc giải trừ phong ấn chỉ là chuyện hết sức dễ dàng, chỉ cần phân thân và bản thể của gã dung hợp với nhau, sức mạnh của gã sẽ tăng lên. Nghĩ một hồi, Cổ Bàn bật cười. Thời đại vô địch sắp đến rồi. Cổ Bàn đi đến trước mặt bản thể của mình, hai người đối mặt nhau, bản thể nói, chúng ta dung hợp. Cổ Bàn cười nói, cứ đợi trước đã, để ta phá phong ấn này. Nói rồi gã vung tay lên, một luồng sức mạnh đáng sợ lao ra từ trong người gã. Đừng! Bản thể cực kỳ hoảng sợ, nhưng đã muộn rồi. Bịch! Cổ Bàn còn chưa phản ứng lại thì sức mạnh bí ẩn đã khiến gã phải quỳ xuống đất. Cổ Bàn ngây người. Ngay sau đó gã siết chặt nắm đấm muốn đánh trả lại, nhưng sức mạnh của gã vừa xuất hiện đã biến mất không tung tích. Cổ Bàn sững sờ, gã run giọng nói, phong ấn của hòa thượng đó sao lại trở nên mạnh thế chứ? Bản thể tức giận nói, mẹ nó, đừng cố chấp nữa, mau dung hợp ký ức đi. Gã có ký ức của phân thân nhưng phân thân lại không có ký ức của bản thể. Cổ Bàn thản nhiên gật đầu, sau khi dung hợp ký ức, Cổ Bàn mới hiểu rõ mọi chuyện. Bản thể nói, mau đi tìm Diệp huynh đi. Diệp huynh. Phân thân do dự một lúc, sau đó nói, lúc ta đến đây đã nói không cần hắn giúp, bây giờ lại đi tìm hắn sẽ rất mất mặt. Bản thể tức giận nói, đã lúc nào rồi mà ngươi còn để tâm đến mặt mũi chứ? Ngoài Diệp huynh ra thì không ai có thể giải trừ được phong ấn này, mau đi tìm hắn đi. Cổ Bàn vẫn không muốn đi lắm, cho ta thêm 100 năm nữa, ta nhất định có thể phá được. Bản thể muốn chửi rủa vài câu, nhưng sau đó nghĩ lại thì đây không phải là đang chửi chính mình sao? Gã kiềm chế lửa giận xuống, sau đó nói, phong ấn này là cô của Diệp huynh tạo ra, không có huynh ấy thì không được, ngươi đừng lải nhải nữa, đi mau đi. Cuối cùng sau khi bản thể tận tình khuyên bảo, Cổ Bàn mới xuất phát đi tìm Diệp Quân. Chấm. Thiên vực. Lúc này các cường giả nhà họ Thiên ở Thiên vực vô cùng phấn khích. Nhà họ Thiên có được hơn 100 món tiên khí. Hơn 100 món tiên khí. Thực lực của cả gia tộc đã tăng lên không biết bao nhiêu bậc. Hơn nữa Thiên Liên và Thiên Diêm còn có được đế khí, thần vật này đã hơn hẳn phạm vi nền văn minh của họ. Trong một vườn hoa, Diệp Quân và Thiên Liên đi cạnh nhau. Thiên Liên mặc một bộ váy dài màu đen nhạt, thân hình thon thả, đoan trang. Ngươi sắp phải đi rồi sao? Thiên Liên bỗng nói. Diệp Quân gật đầu, ừ. Thiên Liên quay sang nhìn Diệp Quân, ngươi là tộc trưởng nhà họ Thiên. Diệp Quân xòe tay ra, tín vật tộc trưởng nhà họ Thiên bay đến trước mặt Thiên Liên, bắt đầu từ lúc này cô sẽ là tộc trưởng nhà họ Thiên. Thiên Liên lặng thinh không nói. Diệp Quân cười nói, Thiên Liên cô nương, ta rất biết ơn vì trước đây nhà họ Thiên đã giúp đỡ ta, sau này nếu nhà họ Thiên cần ta giúp đỡ thì cứ việc nói. Thiên Liên bỗng nói, ta nghe Vưu Liêm nói là ngươi muốn mở một thư viện. Diệp Quân gật đầu, ừ. Thiên Liên nhìn hắn, hay là mở một cái ở Thiên vực nhé. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu. Thiên Liên khó hiểu, tại sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, Thiên Liên cô nương, ta mở thư viện là để thiết lập trật tự, nếu ta mở thư viện ở Thiên vực, cuối cùng sẽ xung đột với Thiên vực, đây là điều ta không muốn thấy. Thiên Liên lặng thinh. Diệp Quân nói tiếp, tất nhiên ta mong có một ngày tất cả người nhà họ Thiên cam lòng gia nhập vào thư viện Quan Huyên. Thiên Liên nhìn Diệp Quân cười nói, ta nghiêm túc đấy. Hắn biết chỉ cần thư viện Quan Huyên đủ mạnh, chế độ tốt thì các thế lực bên ngoài sẽ nghĩ cách gia nhập vào.
khi đối phó với kẻ địch, người phục tùng ta thì sẽ sống tốt, kẻ chống lại ta sẽ bị diệt vong. Khi đối đãi với bạn bè, dĩ nhiên hắn không thể dùng biện pháp mạnh, nếu sau này thiên vực không muốn gia nhập thư viện quan huyên thì cũng không sao, hắn tôn trọng lựa chọn của nhà họ Thiên. Thiên Liên nhìn Diệp Quân, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau chứ? Diệp Quân cười nói, chắc chắn rồi, Thiên Liên cô nương, có duyên sẽ gặp lại. Nói rồi hắn không ở lại lâu, ngự kiếm bay đi, biến mất ở tận cuối tinh hà. Thiên Liên nhìn chằm chằm tận cuối tinh hà, hồi lâu không nói gì. Lúc này Thiên Diêm bước đến. Thiên Diêm khẽ nói, hắn. Thiên Liên lắc đầu, trí của hắn ở vũ trụ, nhà họ Thiên ta không thể giữ hắn lại. Thiên Diêm gật đầu, đúng là thế thật. Thiên Liên nói, đại trưởng lão, ông nghĩ sao về thư viện quan huyên này? Thiên Diêm ngẫm nghĩ rồi nói, có thể thấy không lâu nữa thư viện quan huyên sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của vũ trụ này, bây giờ chúng ta chọn tham gia vào, dĩ nhiên là thời điểm tốt nhất, nhưng người trong tộc chắc chắn sẽ phản đối. Thiên Liên gật đầu, bây giờ gia nhập có nghĩa là chúng ta phải tuân theo trật tự của thư viện quan huyên, như thế sẽ khiến rất nhiều người trong tộc phản cảm, sở dĩ hắn từ chối ta là vì hắn không muốn thấy những chuyện không vui xảy ra giữa mọi người. Thiên Diêm nhìn Thiên Liên, bây giờ con đã là tộc trưởng, con tự quyết định đi. Thiên Liên híp mắt lại, gia nhập thư viện, chủ động gia nhập và sau này bị động gia nhập hoàn toàn khác nhau. Bây giờ chúng ta chủ động gia nhập, có thể có được rất nhiều cơ hội, có thể đạt được quyền có tiếng nói trong thư viện, nhưng nếu sau này chúng ta bắt buộc phải gia nhập, lúc đó chúng ta sẽ chẳng có gì cả. Người trong tộc không thể nhìn thấy điều này, thân là người đứng đầu của nhà họ Thiên, chúng ta phải nhìn thấy điều này. Mặc dù sẽ hơi đau đớn nhưng sẽ tốt hơn là sau này phải hối hận. Ánh mắt Thiên Diêm hiện lên vẻ tán thưởng, con yên tâm, ai dám phản đối con, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nói rồi ông ta do dự một chốc, sau đó nói, con có muốn lợi dụng thân phận của Diệp công tử không? Chẳng hạn như tiết lộ cho người trong tộc điều gì đó về mối quan hệ giữa con và hắn, ad không có ý gì khác, chỉ là như thế có thể làm con quản lý nhà họ Thiên tốt hơn. Cũng có thể khiến các thế lực khác phải sợ. Thiên Liên lắc đầu, không cần ạ. Thiên Diêm muốn nói lại thôi. Thiên Liên nói, nhà họ Thiên chúng ta không thể để hắn xem thường. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Thiên Diêm im lặng một lúc, thấp giọng thở dài. Chấm. Thành Ung Nhung, đế quốc. Sau khi đế quốc và nhà họ Thiên khai chiến, bây giờ cả đế quốc đều đang trong trạng thái đề phòng cao độ. Cuộc sống của nhà họ Tần ở thành Ung Nhung hiện nay vô cùng khó khăn, vì không biết ai đã mối quan hệ của họ với Diệp Quân ra ngoài nên nhà họ Tần trở thành mục tiêu của thành Ung Nhung. Thư viện quan huyên mà nhà họ Tần dày công xây dựng đã dừng hoạt động, không chỉ vậy, các ngành công nghiệp xung quanh nhà họ Tần đã bị các thế lực lớn cướp đi một cách trắng trợn, trong đó nhà họ Quân chiếm nhiều nhất, vì nhà họ Quân là thế lực gia đình là thế lực lớn nhất thành Ung Nhung. Trong đại diện nhà họ Tần, Tần Vân ngồi trên ghế, lúc này ông ta như đã già đi mấy trăm tuổi, đầu tóc đã bạc trắng. Ông ta cứ tưởng chiến tranh giữa nhà họ Thiên và đế quốc sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng lại không ngờ đến giờ vẫn chưa kết thúc. Lúc đầu ông ta chọn được ăn cả ngã về không, thế nên sau đó cũng không có đường lui nào. Giờ đây tất cả các ngành công nghiệp do nhà họ Tần quản lý đã bị các thế lực lớn ở thành Ung Nhung do nhà họ Quân đứng đầu chia cắt, người nhà họ Tần cũng có người rời đi. Có người phân tán, một gia tộc lớn đã bị phân tán trong thời gian rất ngắn. Tần Vân cũng trở thành tội đồ của nhà họ Tần. Lúc này một người phụ nữ bước vào trong đại điện. Người đến chính là Tần Tuyết. Tần Tuyết đi đến trước mặt Tần Vân, cô ta hơi cúi đầu xuống thấp giọng nói, ông nội. Tần Vân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tần Tuyết, khẽ nói, con cũng muốn đi sao? Tần Tuyết gật đầu. Bây giờ nhà họ Tần không chỉ là một cái vỏ rỗng, mà còn là một nơi vô cùng nguy hiểm, vì chỉ cần đế quốc thắng, lúc đó tất cả những người có liên quan đến nhà họ Tần đều có thể chết. Đế quốc tuyệt đối sẽ không cho phép có kẻ phản bội. Bây giờ phải tránh ra khỏi nhà họ Tần. Tần Vân cũng không bất ngờ, ông ta là người làm ăn, biết thế nào là hiện thực, thế giới là thế, đứng trước lợi ích, tình bạn và tình thân gì đấy đều rất mong manh. Đương nhiên, nhìn người kế nhiệm một tay mình bồi dưỡng trước mặt cũng lựa chọn ra đi, ông ta không khỏi cảm thấy đau xót. Tần Tuyết nhìn Tần Vân già nua trước mặt,
hơi không nỡ, ông nội. Tần Vân lắc đầu, yếu ớt nói, đi thôi. Sẵn sàng cực thì chấp nhận thua, ván cờ này ông nội thua rồi, ta. Tần Tuyết nói, ông nội, lúc đầu nếu chúng ta rút lui kịp lúc, nhà họ Tần cũng không đến nỗi như thế, bây giờ. Nói rồi cô ta lắc đầu thở dài, ông nội, ông bảo trọng. Nói rồi cô ta xoay người rời đi. Lần đầu tiên cô ta chọn đánh cược theo Tần Vân, nhưng cô ta thua rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 161.